Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lúc bây giờ, lão luyện khí sĩ kia vừa nói dứt lời, trên dưới 100 vị đệ tử thượng viện trong tĩnh thất nguyên một đám, hai mặt nhìn nhau. Sao? Chỉ có một người đạt được chân truyền, rốt cuộc là ai lại được chân truyền của lão tiên sinh vậy? Tuy nói tất cả mọi người đều là đệ tử đồng môn, nhưng là đều có lòng tranh cường háo thắng. Lão luyện khí sĩ nói chỉ có một người đạt được chân truyền của hắn, lại không có nói rõ là ai, tự nhiên đưa tới không ít đo lường. Tất cả mọi người đều cho là mình đạt được chân truyền. Muốn biết người nào đạt được chân truyền còn không đơn giản hay sao? Đột nhiên một vị nữ đệ tử tư thế hiên ngang đề nghị nói: chúng ta dùng bốn lôi kiếm quyết tỉ thí một phen, ai có thể dùng tài nghệ bốn lôi kiếm quyết chấn áp quần hùng, người đó tự nhiên là người đã nhận được chân truyền rồi. Hay, cái chủ ý này hay này. Trong tĩnh thất, rất nhiều đệ tử thượng viện kích động, lập tức có đệ tử quyết đấu, cũng không có sử dụng pháp môn khác, cũng không có sử dụng đồ đằng trụ hoặc là hồn binh, mà là dùng bốn lôi kiếm quyết để tỉ thí. Lập tức trong tĩnh thất, lôi quang điện thiểm, từng đạo bốn lôi kiếm khí bắn ra, mang theo uy năng lôi đình. Trong hàng đệ tử thượng viện này, hoàn toàn chính xác có người tư chất bất phàm, tuy tay không tấc sắt, sử dụng ra bốn lôi kiếm quyết, tinh thần quan tưởng lôi đình, lôi âm cuồn cuộn rất nhanh thì đã đánh bại đối thủ, chỉ là uy lực không lớn nên không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đồng môn so đấu tự nhiên là sẽ nương tay, sẽ không toàn lực mà ứng phó. Ở bên này mọi người đánh tới náo nhiệt, mà ở trong góc thì Trung Nhạc vẫn như trước tại diễn luyện bôn lôi kiếm quyết của mình, không có tham dự vào trong đó. Bôn lôi kiếm quyết của hắn càng ngày càng lộ ra ngốc nghếch, tinh thần lực quan tưởng ra bôn lôi lại vặn vẹo uốn lượn, nhưng bên trong đang dần dần sinh sâu một loại phong cách cổ. Phong cách cổ xưa đại khí, như là lôi đình bổ thương tùng, không sơn rơi sấm sét. Bột lôi kiếm khí của hắn có khi giống như một lôi thụ liên tục phóng ra lôi quang, có khi lại trụ lùi chỉ có một đạo kiếm quang. Tinh thần lực ngưng tụ cao độ có thể biến hóa trong lúc đang quan tưởng. Quan tưởng giao long liền có thể hóa thành giao long, quan tưởng lôi đình liền có thể bắn ra uy năng của lôi đình. Chỉ là lôi đình mà Trung Nhạc quan tưởng ra thật sự không bằng mặt khác đệ tử thượng viện rực rỡ như vậy, đẹp mắt như vậy. Hồn nhiên không có bôn lôi kiếm quyết chói mắt nhiều màu, tự nhiên không gây ra ánh mắt của người ngoài chú ý. Qua một lúc lâu, tất cả đệ tử thượng viện đã phân ra thắng bại, chỉ còn lại có vị nữ đệ tử anh tư hào sảng kia cùng một vị nam tử tranh đấu. Tinh thần lực của hai người này cũng đạt tới cảnh giới biến hóa, tâm niệm vừa động liền có lôi điện bắn ra, tinh thần lực có thể làm được hư không sinh điện. Thân hình hai người ở trong tĩnh thất di động nhanh chóng, nhanh như sấm sét, thi triển ra các loại chiêu thức trong bôn lôi kiếm quyết, ầm ầm sấm sét vang dội, lôi đỉnh như kiếm, hướng đối phương giết tới rất là kinh người. Lại không qua bao lâu, dưới chân nữ đệ tử kia đột nhiên sinh ra tia sáng lôi đỉnh, thế nhưng đem thân thể của mình nâng cao lên 4 thước, di động trên không trung, giơ tay lên bắn ra một đạo lôi điện, lôi đỉnh kiếm quang đâm trúng bộ ngực của nam đệ tử. Vị nam đệ tử kia hồn nhiên không ngờ rằng nàng lại có thể bị lôi quang nâng lên, giống như là muốn lăng không phi hành vậy. Dưới sự ứng phó không kịp, bộ ngực bị bổ thành đen nhánh, đầu tóc dựng thẳng lên rơi vào trên mặt đất. Đình sư tí, ta thua. Vị nam đệ tử kia cũng là sảng khoái, trong miệng khạc ra khói đen che bộ ngực, lộ ra vẻ bội phục nói: sư tỷ đúng là giỏi hơn một chút rồi, lại có thể làm được khống chế lôi quang để lăng không phi hành, khó trách bổ lão tiên sinh lại nói
chỉ có một người chiếm được chân truyền của hắn ta. Sư đệ có bị thương hay không? Vị nữ đệ tử kia rơi xuống đất cười nói, ta chỉ là khống chế lôi quang trong thời gian ngắn, chỉ có thể bay ra khoảng 10 trượng thì sẽ rơi xuống đất thôi, hơn nữa cũng không cách nào bay lên quá cao. Khoảng cách ngự lôi phi hành bồ lôi ngàn dặm như lời bổ lão nói, còn cách xa đến vạn dặm đấy. Chư vị đệ tử thượng viện tiến lên cười nói rôm rả, đỉnh sư tỷ nhận được chân truyền của bổ lão, đó là chắc chắn không thể nghi ngờ. Tương lai sau khi đỉnh sư tỷ trở thành luyện khí sĩ, muốn ngự lôi phi hành bồ lôi ngàn dặm tất nhiên cũng không phải nói đùa. Đỉnh sư tỷ cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, đột nhiên nhìn về phía trong góc Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc đang ở chỗ này diễn luyện bồ lôi kiếm quyết. Chỉ là bồ lôi kiếm quyết của hắn càng phát ra kỳ lạ, cùng so sánh với bồ lôi kiếm quyết mà bồ lão truyền lại đã hoàn toàn thay đổi, không khỏi cau mày nghĩ thầm. Quá lạ như vậy, bồ lôi kiếm quyết tự nhiên không thể nào là nhận được chân truyền, xem ra người kia theo lời bồ lão đích xác là ta rồi. Trung Sơn Thí, Trung Nhạc sư đệ. Đình sư tỷ tiến lên thoải mái cười nói, ta là Đại Đình Thí, Đình Lam Nguyệt, tiến vào thượng viện so với ngươi sớm hơn một năm. Trung Nhạc sư đệ có muốn cùng ta tỉ thí một phen hay không? Nói không chừng là sư đệ ngươi được đến chân truyền của bồ lão đấy. Trung Nhạc lắc đầu cười nói, Đình sư tỷ, ta tiến vào thượng viện mới có 4-5 ngày, ở đâu lại là đối thủ của sư tỷ đây? Điều này cũng đúng. Đình Lam Nguyệt cũng không có miễn cưỡng cười nói, sư huynh đệ chúng ta định tiến vào lịch lãm trong ma khư kiếm môn chiến đấu với ma tộc để tăng lên uy lực của bồ lôi kiếm quyết, không biết sư đệ có hứng thú đi cùng hay không? Sao, ma khư kiếm môn ư? Sư đệ lại không biết ma khư kiếm môn sao? Đình Lam Nguyệt tỉnh ngộ nói, cũng là người mới vừa tiến vào thượng viện còn không biết một vài bí mật của kiếm môn chúng ta. Năm đó tiền bối của kiếm môn chúng ta bảo vệ nhân tộc bộ lạc hoang dã một đường di chuyển đi tới đại hoang. Khi đó đại hoang còn là một mảnh ma vực, quần ma sinh sống ở bên trong đại hoang, yêu ma loạn vũ. Tiền bối của kiếm môn gian khổ lập nghiệp, đem đại hoang khai phát đi ra, cung cấp cho các bộ tộc bộ lạc chúng ta phồn diễn sinh sống. Mà ma tộc trong đại hoang thì bị tiền bối kiếm môn chấn áp ở bên trong ma khư kiếm môn. Sư đệ gặp được dị ma ở trong khảo hạch của Bích Không Đường, chính là ma đầu nhỏ bé nhất trong ma khư kiếm môn. Một vị đệ tử thượng viện khác cũng cười nói, ma đầu trong ma khư rất nhiều, phần lớn là các loại dị ma, nhện ma, nhỏ yếu, các loại ma đầu. Đệ tử thượng viện chúng ta có thể đi vào lịch lãm, dị ma nhện ma chính là thích hợp để luyện tay. Chúng ta vừa mới được truyền thụ bồ lôi kiếm quyết, chi bằng kinh nghiệm thực chiến một phen mới có thể tăng lên uy lực của kiếm quyết được. Cũng có thể ở trong chiến đấu cảm ngộ tới áo nghĩa chân chính của bồ lôi kiếm quyết này. Hà sư huynh nói phải. Tinh thần của tất cả đệ tử thượng viện đều bừng bừng phấn chấn, rối rít cười nói, bất quá có một điểm Hà sư huynh chưa nói, đánh chết ma đầu trong ma khư là có thể nhận được phần thưởng của sư môn, có thể đổi lấy vũ linh đan cùng đồ đăng chú, hồn binh các loại và các loại bảo bối. Sao, vũ linh đan, đồ đăng chú, hồn binh sao? Trung Nhạc cũng động tâm cực kỳ. Đồ đăng chú đối với tu luyện cùng chiến đấu có tác dụng không nhỏ, mà hồn binh lại là binh khí chiến đấu, đối với chiến lực tăng lên thật lớn. Còn có vũ linh đan đối với hắn mà nói lại càng là quan trọng nhất. Hắn tu luyện tọa hoàng quan tưởng đồ tiêu hao quá lớn, chỉ có thể dựa vào càng nhiều vũ linh đan mới có thể tu luyện tiếp được. Vũ linh đan của hắn đã tiêu hao hết, nhất định phải có được càng nhiều vũ linh đan. Nếu mạnh mẽ tu luyện thì thân thể sẽ bị móc sạch, cái được không bù đắp được cái mất. Trung Nhạc chần chừ nói, ta không phải là đệ tử của bồ lão cũng có thể tiến vào ma khư kiếm môn hay sao? Một vị nữ đệ tử nói, chỉ cần là đệ tử thượng viện để có thể tiến vào ma khư kiếm môn, bất quá một tháng chỉ có thể tiến vào một lần. Hơn nữa trong ma khư có rất nhiều ma đầu, khắp nơi đều là bộ lạc ma đầu cả, chỉ có nhiều người mới coi như là an toàn. Lần này có Đình sư tỷ, Hà sư huynh ở đây, Đình sư tỷ nhận được chân truyền của bồ lão, Hà sư huynh cũng chỉ kém một đường, tuyệt đối không hề sơ hở chút nào đâu. Đình Lam Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười nói, tác chiến cùng với ma tộc, đối với việc các ngươi lĩnh ngộ chân truyền của bộ lôi kiếm quyết
cũng là có lợi vô cùng. Trung Nhạc gật đầu cười nói, vậy làm phiền Đình sư tỷ, Hà sư huynh rồi. Vị Hà sư huynh kia chính là vị đệ tử thượng viện đã giao thủ cùng Đình Lam Nguyệt, chỉ thua một chiêu, xuất thân từ bộ lạc Bích Hà, lấy Hà làm họ, tên là Hà Thừa Xuyên, tư chất cũng là cực cao, trong hàng trên trăm vị đệ tử thượng viện ở môn hạ của bổ lão cũng là một số một số hai, rất là sáng sủa và hay nói. Trung Nhạc cùng trên trăm vị đệ tử này cùng nhau leo lên Kiếm Môn Sơn, chỉ thấy thế núi càng ngày càng cao chót vót, đám mây phiêu bãng ở bên người giống như cả người đều dẫm ở trên mây. Trung Nhạc lại nhìn xuống phía dưới, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Dãy núi phía dưới cũng lộ ra vẻ nhỏ đi rất nhiều, mà nhìn lại thượng viện thì càng chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Không qua bao lâu, thế núi không hề hiểm trở nữa, con đường càng ngày càng rộng rãi. Đã đi tới giữa sườn núi của Kiếm Môn Sơn, nhưng thấy trong ngọn kỳ sơn này cung khuyết trùng điệp, từng tòa đại điện to lớn giống như là linh chi sinh trưởng ở trên cọc gỗ vậy. Trung Nhạc từng hái qua linh chi trong núi, linh chi sinh trưởng ở trên phía trên cái cọc gỗ, hướng ra phía ngoài sinh trưởng thành từng mảnh chi quan có hình dạng như sân khấu. Mà những đại điện này của Kiếm Môn Sơn chính là thành lập ở trên từng cái đài tròn của các vách núi có hình dạng như chi quan. Phía dưới chính là vực sâu không đáy, mây mù lượn lờ. Cái đám dế nhũi của Kiếm Môn ngược lại đem nơi này chế tạo rất là tráng quan á. Tiểu Đồng Tân Hỏa thông qua hai tròng mắt của Trung Nhạc đánh giá bốn phía, cũng không khỏi liên tục than thở. Luyện khí sĩ năm đó chế tạo nơi này, thực lực e rằng đã tiếp cận thần ma. Chúng đệ tử đi lên một cái đài chi quan có hình tròn, chỉ thấy một vị bạch y bạch phát lão giả ngồi trước đại điện, bên cạnh còn có một cái khóa sắt lớn bằng bắp đùi buộc ở trên cây cột cạnh lão. Mà ở một bên khác cũng có một vị bạch phát lão giả, trên cây cột bên cạnh cũng có một sợi dây xích. Hai cái khóa sắt liên tiếp vào một chỗ khác nhau trên không trung. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy không trung không có vật gì, nhưng hai cái khóa sắt lại treo cao ở nơi đó, phảng phất buộc lại thứ gì đó. Hà Thừa Xuyên tiến lên không người nói, hai vị trưởng lão, chúng ta tính toán tiến vào ma khư trừ ma lịch lãm rèn luyện, kính xin hai vị trưởng lão dàn xếp cho một lần. Một vị bạch y bạch phát lão giả trong số đó gật đầu nói, các người đứng ở trước gương trước điện soi một lần đi. Mọi người rối rít đi tới trước gương đồng ở trước điện. Gương đồng kia to lớn cực kỳ, cao tới 4-5 trượng. Trung Nhạc tò mò vạn phần. Hà Thừa Xuyên ở một bên thấp giọng nói, Trung sư đệ, mặt gương đồng này chính là một kiện dị bảo, là tinh phẩm bên trong hồn binh. Chỉ cần ở trước gương soi một lần là có thể lưu lại bóng dáng trong kính. Nếu là đánh chết ma tộc ở trong ma khư, ở trong kính sẽ thấy ghi nhớ đánh chết, số lượng cùng công lao. Công lao càng nhiều, có thể đổi tới phần thưởng của sư môn lại càng nhiều. Trung Nhạc tiến lên phía trước, lên trước gương xoay xoay, chỉ thấy trong kính hiện ra hình ảnh của mình. Trên hình ảnh của người khác xuất hiện văn tự, ghi lại lúc nào thì tiến vào ma khư, đánh chết số lượng ma đầu và công lao bao nhiêu, mà hắn thì vẫn là trống rỗng. Thượng viện cùng hạ viện của Kiếm Môn đãi ngộ chính là không giống nhau. Tu hành trong hạ viện thì khô khan, thế nhưng ở thượng viện lên nhiều màu, nhiều sắc hơn rất nhiều. Trung Nhạc không khỏi cảm khái trong lòng. Hắn sinh sống ở hạ viện 5-6 năm, cuộc sống trôi qua khó khăn gian khổ, tu hành cũng khô khan vô cùng, đến thượng viện mới dần dần đặc sắc. Hai vị bạch y lão giả giơ tay lên, nắm lấy khóa sắt buộc ở trên cột đá trước đại điện của riêng mình, dùng sức khẽ động, chỉ thấy âm thanh mở cửa khanh khách xèo xèo truyền đến. Theo khóa sắt kéo ra, một tòa kiếm môn chậm rãi xuất hiện bên trên không trung. Tòa môn hộ kia tựa như là một cây kiếm từ trung ương bị tách thành hai nửa tạo thành. Khóa sắt chính là liên tiếp ở chỗ phía trên hai cánh cửa này. Bởi vì toàn thân thanh kiếm không màu, cho nên trong lúc bình thường là nhìn không thấy tòa môn hộ này. Giờ phút này, tòa kiếm môn này bị hai vị lão giả kéo ra, chỉ thấy trong môn hộ có tia sáng bỏ ra. Trước môn hộ nhìn như trống rỗng, thế nhưng là bị tia sáng chiếu một cái, lập tức hiển lộ ra một cái bậc thang. Từ trong kiếm môn trải ra, trải đến trước sân khấu. Từ trong kiếm môn tràn ra ma khí màu đen nhạt, bên trong truyền tới quái thanh gào khóc thảm thiết, làm cho người ta không rét mà run. Đình Lam Nguyệt cùng Hà Thừa Xuyên bước vào tòa kiếm môn này trước. Tiếp theo, đám người Trung Nhạc nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong ma khư.
Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát xung quanh, chỉ thấy bầu trời ma khư âm u, duyên vân giăng đầy, tựa như đám mây cũng trầm trọng cực kỳ, khắp nơi đều lộ ra sắc mờ, mờ tối hết sức. Mà dãy núi nơi xa cũng lộ ra vẻ hiểm ác cực kỳ, giống như khuyển nha giao thác, xâm nghiêm như rừng. Ma khí màu đen nhạt hình thành gió lớn, thổi bay đủ loại loạn thạch lớn nhỏ, nguy hiểm vô cùng. Ồ, có tiểu mẫu nghiêu của nhân tộc sao? Đột nhiên xa xa truyền tới tiếng cười quái dị, chỉ thấy phía xa xa ma tộc đông nghịt một mảnh, hướng về bên này chạy như điên. Rõ ràng là một bộ lạc dị ma tộc phát hiện ra Trung Nhạc và đệ tử thượng viện tiến vào ma khư. Dị ma tộc chen chúc mà đến, ngao ngao quái gọi. Nam giết chết, ướp gia vị, bắt đầu phơi khô, về sau lại ăn. Nữ bắt lấy, dùng để tạp giao sinh sản, làm phun phình búng, sinh sôi nảy nở đầy sau của tộc ta. Dị ma, vậy mà cũng biết nói chuyện sao? Trong nội tâm của Trung Nhạc hơi giật mình, hắn ở Bích Không Đường, gặp được dị ma vừa xuất hiện, liền chỉ biết cắm đầu chém giết. Bởi vậy cho rằng, dị ma, loại sinh vật này, chỉ là theo như bản năng giết chóc làm việc, lại không biết rằng dị ma còn có thể mở miệng nói chuyện rõ ràng. Chỉ là những con dị ma này đem Đỉnh Lam Nguyệt và những nữ tử thượng viện của kiếm môn so sánh với tiểu bò cái, cũng làm cho Trung Nhạc có chút ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn xem ra, tiểu bò cái ở đâu lại đáng yêu bằng những nữ đệ tử này. Thật sự không nghĩ ra dị ma là như thế nào đem nữ đệ tử cùng bò cái liên tưởng với nhau. Đỉnh Lam Nguyệt quát khẽ một tiếng: "Chư vị sư đệ sư muội chuẩn bị chiến đấu nào. Trung Nhạc sư đệ, thực lực của ngươi thấp nhất, lại không có trải qua chiến đấu bậc này, hãy đi theo ta." Trung Nhạc ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười. Đỉnh Lam Nguyệt cùng với đệ tử thượng viện khác đã làm tốt chuẩn bị, trận địa sẵn sàng để đón quân địch. Đỉnh Lam Nguyệt thấp giọng nói: "Trung sư đệ, người lúc trước ở trong Bích Không Đường gặp được dị ma, là dị ma vị thành niên, ngay cả nói cũng sẽ không nói được. Hồn phách thì quá yếu, đụng một cái sẽ chết đi. Mà dị ma ở trong đó lại là dị ma trưởng thành, luận sức chiến đấu so với dị ma vị thành niên mạnh hơn mấy lần, hồn phách cũng rất mạnh. Trong lúc nhất thời căn bản không cách nào dễ dàng chém hồn phách của nó được." Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy dị ma tộc đông nghịt đã bổ nhào tới hơn 10 trượng ở phía trước. Mà những con dị ma đánh tới cùng dị ma mà hắn nhìn thấy ở Bích Không Đường quả thật có chút khác biệt, lại càng thêm cao lớn, càng thêm trắng kiện, lộ ra càng có sức mạnh, tốc độ cũng càng nhanh. Hơn nữa, dị ma mà Bích Không Đường dùng để kiểm tra đệ tử, hai tay không có máu thịt, chỉ có xương cốt, hình dạng như là lưỡi hái. Mà hai tay của dị ma đang vọt tới, phía trên xương cốt vậy mà phản chiếu ánh sáng của kim loại. Cái này có nghĩa hai cánh tay liêm đao của bọn nó không phải là xương cốt. Trong xương cốt của bọn nó ẩn giữa kim loại lắng đọng xuống, lại để cho hai tay biến thành liêm đao bằng kim loại, tăng cường lực uy hiếp. "Ra tay!" Đỉnh Lam Nguyệt quát lên một tiếng, bộc phát tinh thần lực thi triển Bô Lôi Kiếm Quyết. Chỉ thấy lôi quang bích uông uông hóa thành một khẩu kiếm khí dài đến 3 thước, xoẹt một tiếng đã xuyên thủng một đầu dị ma. Mà các đệ tử thượng viện khác cũng nhao nhao ra tay, từng người thi triển ra Bô Lôi Kiếm Quyết, lôi âm đại tác, từng ngụm lôi kiếm bay ra, cùng bộ lạc dị ma chiến đấu cùng một chỗ. Dạ dày của dị ma có năng lực tiêu hóa kinh người. Dị ma trưởng thành có thể ăn một mỏ huyền thiết. Huyền thiết bên trong khoáng thạch sẽ chiết xuất ở trong cơ thể của nó, dung nhập vào trong xương cốt. Đỉnh Lam Nguyệt ở một bên chém giết dị ma, một bên hướng Trung Nhạc nói: "Những con dị ma này chỉ là dị ma trưởng thành, rất bình thường. Nguy hiểm nhất chính là dị ma biến dị. Dị ma biến dị lúc sinh ra, bề ngoài làn da liền có đồ đằng văn tự của dị ma. Đợi cho sau khi trưởng thành thì xương cốt bên trong cơ thể sẽ bị huyền thiết thay thế hoàn toàn, xương đồng da sắt, đau thương bất nhập. Dị ma bậc này toàn thân xương cốt đều nặng từ 2.000 đến 3.000 cân, càng là có thể bộc phát ra sức mạnh lớn đến mấy vạn cân. Hồn binh bình thường đều không thể tổn thương nó chút nào. Thế nhưng cũng còn tốt, loại dị ma này số lượng rất ít, trong số mấy trăm vạn cũng chưa chắc sẽ có một con. Chỉ có bộ lạc dị ma cỡ lớn mới có thể có loại ma tộc biến dị này. Chúng ta gặp được cái tiểu bộ lạc này, căn bản không có khả năng sinh ra cái loại dị ma kia." Trong lúc nói chuyện, nàng đã giết liên tục 5 đầu dị ma trưởng thành, ra tay bén nhọn giống như tia chớp, thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, không hổ là đại sư tỷ
được trên 100 vị đệ tử thượng viện công nhận. Các đệ tử thượng viện khác cũng đã chém giết cùng dị ma, tu luyện bôn lôi kiếm quyết. Cái bộ lạc dị ma này không lớn, chỉ có hơn 200 đầu dị ma trưởng thành. Ngoại trừ Đình Lam Nguyệt có thực lực chém giết dị ma bên ngoài, còn có 2-3 vị đệ tử thượng viện cũng có được chiến lực không tầm thường. Thi triển bôn lôi kiếm quyết, 10 hiệp về sau liền đem đối thủ chém giết. Nhất là Hà Thừa Xuyên, thực lực của hắn so với Đình Lam Nguyệt cũng không yếu, ra tay cũng cực kỳ bén nhọn và đáng sợ. Về phần các đệ tử thượng viện khác liền không có nhẹ nhàng như vậy, chỉ có thể cùng dị ma trưởng thành đánh ngang tay. Cũng có người bị thương, bất quá tính đến còn chưa có người vận dụng các loại bảo vật như đồ đằng thần trụ cùng hồn binh, hiển nhiên còn có thể ứng phó được. Chém giết dị ma cũng là một con đường tốt để thu thập huyền thiết. Huyền thiết có thể dùng để luyện chế hồn binh, nhất là hai thanh liêm đao của dị ma, trong đó càng là ẩn chứa huyền thiết tinh thuần vô cùng, là tài liệu rất tuyệt hảo. Đình Lam Nguyệt tiếp tục chỉ điểm nói: Trung sư đệ, trái tim chính là nhược điểm của dị ma bọn nó. Bất quá bên ngoài trái tim của dị ma trưởng thành có xương cốt bao lại, biến thành một cái cốt bao. Chỉ có dùng loại kiếm khí hữu hình không chất này của bôn lôi kiếm quyết mới có thể đâm vào cốt bao, đem trái tim của nó đâm thủng được. Bôn lôi kiếm quyết là pháp môn tốt nhất để đối phó với dị ma. Trung Nhạc quan sát kỹ xảo chiến đấu của những đệ tử thượng viện này, hấp thu sở trường của những đệ tử này. Những đệ tử này dù sao cũng là thế hệ đã trải qua chiến đấu tẩy lễ, ở trên kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn chính xác còn muốn hơn hắn không ít. Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến âm thanh của Tân Hỏa hấp tấp nói: Trung Nhạc, bên trong những con dị ma này có một con đầu dị ma biến dị, ngàn vạn coi chừng. Sao, dị ma biến dị ư? Trong nội tâm của Trung Nhạc cả kinh, đang định lên tiếng cảnh báo cho bọn người Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên, đột nhiên một tiếng cười quái dị chói tai cực kỳ truyền tới. Chỉ thấy thân hình dị ma đang cùng một vị nam tử thượng viện tranh đấu, nhoáng một cái rồi đột nhiên cao lớn vài thước, biến thành một trượng 6 trượng 7, dáng người khôi ngô, liềm đao như chấp giật vung qua, ở giữa không trung chật qua một đạo ánh sáng đao sáng như tuyết. Đầu lâu của nam đệ tử đang cùng nó tranh đấu liền bay lên trời, trên mặt còn lộ ra vẻ không thể tin được. Xem ra lần này luyện khí sĩ của nhân tộc không có tới đây, như vậy thì ta cũng không cần phải ẩn núp nữa rồi. Đầu dị ma kia cười ha ha, tung nhảy như bay, như một tia chớp đi tới bên người nam đệ tử thượng viện khác. Vị nam đệ tử thượng viện kia nhanh chóng phản ứng, tâm niệm vừa động thì có bôn lôi bắn ra, hóa thành một ngụm lôi kiếm đâm về ngực của con dị ma kia. Đầu dị ma kia căn bản cũng không quan tâm, lôi kiếm nổ tung ở trên bộ ngực của nó lại không có thể làm cho nó bị thương chút nào. Sau một khắc, đầu lâu của vị đệ tử thượng viện kia trực tiếp bị chặt xuống. Dị ma lấy tay bắt lấy eo vị đệ tử này, đưa hắn giơ lên, đem cổ để ở bên miệng liền uống máu. Dị ma biến dị. Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện lập tức phản ứng kịp, khóe mắt muốn rách ra. Các đệ tử gần như cùng một thời gian thúc giục bôn lôi kiếm quyết, chỉ một thoáng khắp nơi đều là lôi đình kiếm quang đem con dị ma kia bao phủ. Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện lập tức phản ứng kịp, khóe mắt muốn rách ra. Các đệ tử gần như cùng một thời gian thúc giục bôn lôi kiếm quyết, chỉ một thoáng khắp nơi đều là lôi đình kiếm quang đem con dị ma kia bao phủ. Từng đạo lôi đình kiếm quang hóa thành một cái lôi cầu cự đại đem dị ma vây quanh ở trong đó. Đình Lam Nguyệt dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trong lôi đình đầu dị ma biến dị kia vẫn đứng ở nơi đó như cũ, ngửa đầu uống máu. Lấy mắt thường có thể thấy được thân thể của vị đệ tử thượng viện kia đang nhanh chóng khô quắt xuống, mà đầu dị ma biến dị này chúng bôn lôi kiếm quyết của 100 vị đệ tử thượng viện vậy mà lại không bị thương chút nào. Chư vị sư đệ sư muội, tế đầu đằng chú hạn chế hành động. Đình Lam Nguyệt quát lên chế tay, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện mỗi người đều tranh thủ đem đồ đằng trụ ném ra ngoài, đốt lên cắm trên mặt đất, cắm thành một cái vòng tròn lớn quay xung quanh đầu dị ma kia. Cũng không phải là tất cả đệ tử thượng viện đều có đồ đằng trụ, nhưng dù vậy giờ phút này cũng có hơn 50 căn đồ đằng trụ được cắm xuống. Trung Nhạc biết rõ chỗ lợi hại của đồ đằng trụ, lúc tranh chấp cùng đệ tử Điền Phong Thị, hai cây đồ đằng trụ liền ép tới hắn cơ hồ không cách nào nhúc nhích được, mà bây giờ một lần lại tế ra hơn 50 căn. Loại áp lực này so với hắn lúc ấy chỉ sợ muốn lớn hơn 20 lần.
từng căn đồ đằng trụ bộc phát uy lực, gợn sóng dũng mãnh lao tới khắp nơi, pang pang đem tất cả dị ma định trụ. Tất cả dị ma bị đè sấp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Lôi quang biến mất, mà đầu dị ma kia vẫn đứng tại trong vòng vây của đồ đằng trụ như trước, mặt mày dữ tợn, lại không có bị lôi quang đè sập. Đầu dị ma biến dị kia gian nan hoạt động đầu lâu, hai con ngươi lóe lên hung quang, lập tức tập trung nhìn chằm chằm vào đỉnh Lam Nguyệt, duỗi ra lưỡi dài liếm liếm bờ môi. Tiểu bò cái rất hung dữ à, ta tiểu ưa thích chinh phục tiểu bò cái giống như ngươi vậy. Cái trán trơn bóng của đỉnh Lam Nguyệt toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp, nhìn thấy có đệ tử ý định tới lên hồn binh để đánh chết cái đầu dị ma này, nàng vội vàng quát lên. Thân thể dị ma biến dị cứng rắn hơn thiết, hồn binh cũng khó có thể gây tổn thương cho nó được. Bộ lôi kiếm quyết của chúng ta không luyện đến nơi đến chốn, đối với hắn căn bản vô dụng thôi. Tất cả mọi người, 10 người một tổ, chia nhau mà đào tấu, có thể chạy được bao nhiêu người thì được bấy nhiêu người. Nàng lời còn chưa dứt thì thấy đầu dị ma bị vây trong đồ đằng trụ kia, bên ngoài làn da bắt đầu hiện ra từng đạo hoa văn quỷ dị. Đúng là trời sinh đồ đằng văn của dị ma biến dị. Sắc mặt không khỏi kịch biến, lạnh lùng nói: các ngươi còn không chạy trốn nhanh lên. Nàng biết rõ chỗ khủng bố của dị ma biến dị, chẳng những sức lớn vô cùng, thân thể cứng rắn hơn thiết, hơn nữa trời sinh liền có đồ đằng văn. Những đồ đằng văn trời sinh này hiện ra vào lúc này chính là đầu dị ma biến dị ý định kích phát sức mạnh của đồ đằng, báo hiệu của việc nó muốn mạnh mẽ phá vỡ những căn đồ đằng trụ này. Dùng thực lực của đầu dị ma biến dị này chỉ sợ tàn sát bọn hắn, những đệ tử thượng viện này vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa tốc độ kia càng là nhanh không thể tưởng tượng, nếu là chậm trễ một chút chỉ sợ không ai có thể còn sống mà chạy được. Đám người Hà Thừa Xuyên cũng nhìn ra không ổn, lập tức 10 người một tổ, chia nhau chạy tứ tán, chạy về bốn phương tám hướng. Trung Nhạc lúc này ở sau lưng đỉnh Lam Nguyệt cất bước chạy như điên, trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đồ đằng văn quanh thân đầu dị ma kia đang tỏa sáng, chấn động không ngừng. Từng căn đồ đằng trụ bị chấn đến không ngừng lắc lư, dần dần buông lỏng. Đầu dị ma kia tùy thời có thể từ dưới chấn áp của đồ đằng trụ mà đào thoát được. Mọi người liều mạng chạy như điên, tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng trong nháy mắt, khi Trung Nhạc quay đầu lại, chỉ nghe một tiếng xé gió, thì thấy một căn đồ đằng trụ từ dưới đất nhô lên, bay đến giữa không trung, đón lấy bang một tiếng nổ tung, hóa thành từng mảnh gỗ vụn. Pang pang pang, bụi đất tung bay, từng căn đồ đằng trụ bị đồ đằng văn trời sinh của đầu dị ma kia áp chế, lần lượt bay lên không, tiếp theo cũng nổ tung. Vù, đầu dị ma biến dị kia thân hình di động quỷ mị, thẳng đến chi đội ngũ mà Đỉnh Lam Nguyệt cùng Trung Nhạc đang chạy trốn chết. Đột nhiên Trung Nhạc quan tưởng thức hải: Tân Hóa, dùng thực lực bây giờ của ta có nắm chắc đối phó với đầu dị ma này hay không? Trong thức hải, tiểu đồng Tân Hỏa nghe vậy hơi ngẩn ra, không đếm xỉa tới nói: đối phó với đầu dị ma này sao? Đầu dị ma này có được trời sinh đồ đằng bảo vệ, những đồ đằng văn này cũng không phải bình thường, là đồ đằng văn thần chú có thể so sánh được. Dùng thực lực trước mắt của ngươi, khả năng chiến đấu bé nhỏ cực kỳ, bất quá... Tiểu đồng Tân Hỏa dừng lại một chút, Trung Nhạc lập tức hỏi: bất quá cái gì? Bất quá, nếu như ngươi đem tinh thần lực biến hóa thành hình dạng toại hoàng, cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng được. Tinh thần lực của ngươi biến hóa thành toại hoàng, dùng bô lôi kiếm quyết, loại pháp môn dễ nhu này, công kích dị ma. Trạng thái toại hoàng có thể tăng cường uy lực cho bô lôi kiếm quyết, để cho ngươi có sức đánh một trận. Tân Hỏa tiếp tục nói: thế nhưng phần thắng như thế nào, ta liền không rõ ràng. Dù sao ngươi cũng không phải là thần huyết phục khi thần tộc. Nếu là thần huyết phục khi thần tộc, tự nhiên là nhẹ nhõm tiêu diệt đầu dị ma này. Đột nhiên Trung Nhạc lại dừng bước, đám người Đỉnh Lam Nguyệt tiếp tục chạy vội, chưa nhận ra được Trung Nhạc cũng không có đuổi theo bọn họ. Thần tộc thuần huyết có thể làm được việc này, ta chưa chắc liền làm không được. Trung Nhạc xoay người lại, hai chân di động, nghênh đón về hướng đầu dị ma kia. Đầu dị ma biến dị kia gào thét, quanh thân đồ đằng văn một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, tốc độ nhanh hơn, hai cái cánh tay lưỡi đao bang bang bay múa, một mảnh sáng như tuyết. Mà Trung Nhạc bước chân mở ra, bước chân càng lúc càng lớn, tinh thần lực trong thức hải phun trào ra từ trong mi tâm. Ở sau lưng hắn,
tạo thành toại hoàng, đầu rồng đuôi rắn thân người, lại cao tới trăm trượng, đầu mọc sừng rồng, đứng vững vàng sau lưng Trung Nhạc. Nhất thời, hắn cảm giác được tự hồ có sức mạnh vô biên vọt tới, dường như trời đất này đều ở dưới chân mình vậy. Bồn lôi kiếm quyết, xuất lôi khai hàn đông, lôi quang diệu cửu châu. Trung Nhạc chợt quát, dưới hai chân đột nhiên có lôi đình bộc phát ra, đem thân hình hắn nâng lên, bay ở giữa không trung. Sau một khắc, lôi quang hiện ra. Cũng vào lúc này, Đình Lam Nguyệt quay đầu lại trong chớp nhoáng, lại thấy Trung Nhạc không có ở đây, trong lòng không khỏi cả kinh. Trung sư đệ không có tu luyện qua pháp môn cao thâm, hành động không nhanh. Nàng lập tức quay trở lại đường cũ. Đình Lam Nguyệt mới trở về gần một dặm, trong lúc bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung một thiếu niên khống chế lôi đình, hai tay giữ lấy hư không, giống như đang nắm một thanh cự kiếm vô hình hung hăng chém về phía đầu dị ma biến dị kia. Răng rắc một tiếng, một kiếm này không trung bắn ra lôi quang, hình dáng như một gốc lôi thụ. Trong đầu Đình Lam Nguyệt ầm ầm: chân chuyển bôn lôi kiếm quyết sao? Bổ lão nói người kia nguyên lai là hắn ta. Đình Lam Nguyệt chấn động tâm thần, ngơ ngác nhìn xem thân ảnh kia giữa không trung ngự lôi nhảy qua trường không, tay cầm lôi đình, giống như là thần linh khống chế sấm sét bên trong truyền thuyết. Ở trong truyền kinh các, bổ lão tiên sinh nói lại chỉ có một người được đến chân truyền của hắn. Các đệ tử đều cho rằng bổ lão nói chính là mình. Cuối cùng Đình Lam Nguyệt đánh bại những người khác, giành chiến thắng, thuyết phục mọi người, lại để cho mọi người cho rằng bổ lão nói người nọ là nàng. Chỉ có Trung Nhạc chưa từng so đấu với nàng. Lúc Trung Nhạc đang diễn luyện bôn lôi kiếm quyết vụng về cực kỳ, Đình Lam Nguyệt lúc ấy cũng không nhìn ra chỗ kỳ lạ trong kiếm pháp của Trung Nhạc, cho nên nàng cũng cho là mình đã nhận được chân truyền của bổ lão. Mà bây giờ Đình Lam Nguyệt chứng kiến Trung Nhạc giữa không trung quan tưởng lôi đình ngự lôi hoành không, thi triển ra bôn lôi kiếm quyết, sấm mùa xuân nổ vang, tiếng sấm cuồn cuộn, thế mới biết được chỉ có bôn lôi kiếm quyết như thế này mới là chân truyền. Xuân lôi khai hàn đông, lôi quang diệu cửu châu. Bôn lôi kiếm quyết của Trung Nhạc cùng bôn lôi kiếm quyết mà bổ lão truyền thụ trên chiêu thức khác nhau một trời một vực. Gốc lôi thụ đánh xuống kia, cành trạc cây xoa đều là bôn lôi kiếm khí. Ở trong bôn lôi kiếm quyết cũng không có một chiêu này. Thế nhưng Đỉnh Lam Nguyệt lại từ trong đó thấy được một loại thần vận giống hệt như bổ lão. Cái gì là chân truyền đây? Cái này mới là chân truyền. Học được giống hệt đấy chỉ là học, mà chân truyền thì là lĩnh ngộ đến tinh túy, đến thần vận, đem đồ vật lão sư truyền thụ cho mình biến thành kiến thức của mình, thông hiểu đạo lý, không câu nệ với hình thức. Làm cho Đình Lam Nguyệt rung động nhất còn không phải là bôn lôi kiếm quyết của Trung Nhạc, mà là hư ảnh của Tôn Toại Hoàng ở phía sau hắn. Đó là hắn dùng tinh thần lực hiển hóa, ngưng tụ ra hình thái của Toại Hoàng. Cái loại uy nghiêm này, Đình Lam Nguyệt từ xa nhìn một cái liền cảm giác được nó bá đạo vô biên, tựa hồ có thể nghiền áp chư thiên, lại để cho hết thảy đều phải thần phục. Bất quá, lá gan của hắn cũng quá lớn đi. Trong lòng Đình Lam Nguyệt nhảy loạn. Quanh thân đầu dị ma biến dị kia có đồ đàng văn trời sinh quấn quanh, há lại dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Nàng cách Trung Nhạc vẫn là rất xa, chỉ thấy ở phía dưới đầu dị ma biến dị kia hai tay tung bay hóa thành ánh đao sáng như tuyết. Dưới làn da hiện ra đồ đằng văn càng ngày càng sáng, gương mặt dữ tợn, vậy mà thả người nhảy lên đón lôi quang như thiểm điện đánh về phía Trung Nhạc ở giữa không trung, không trốn không né, thế công vô cùng bá đạo. Răng rắc một tiếng, đầu dị ma biến dị kia bị lôi thụ bổ trúng, nó bị bổ tới da thịt tràn ra, cơ bắp làn da đã phá vỡ đều bị đốt trụi, thê thảm đến vô cùng. Nhưng trong lòng Đình Lam Nguyệt lại nghĩ thầm một tiếng không ổn, bộ lôi kiếm quyết đối phó với loại dị ma trong ma tộc này cực kỳ hữu hiệu, nhưng đó là dị ma bình thường. Dị ma bình thường trái tim bị cốt bao vây lại, dùng lưỡi dao sắc bén cũng khó khăn đâm vào trái tim của nó được, chỉ có dùng lôi đình hóa thành kiếm quang mới có thể đâm vào mà không bị sáp trệ đem nó chém giết. Mà dị ma biến dị bất đồng, toàn thân xương cốt kể cả cốt bao cũng đã bị huyền thiết tinh khiết vô cùng thay thế toàn bộ. Huyền thiết dẫn đạo lôi đình dẫn nhập vào xương cốt toàn thân, do huyền thiết biến thành, tổn thương không được trái tim của nó. Không chỉ không có tổn thương được trái tim, thậm chí ngay cả đại não của nó cũng không có cách nào làm bị thương được. Đại não của dị ma biến dị bị đầu lâu do huyền thiết biến thành vây quanh,
bộ lôi kiếm quyết căn bản không cách nào đâm vào trong được. Trung Nhạc thi triển bộ lôi kiếm quyết có uy lực so với lúc Đỉnh Lam Nguyệt thi triển muốn lớn hơn mấy lần, thế nhưng là cũng không có khả năng uy hiếp được tính mạng của dị ma biến dị. Hơn nữa, Đỉnh Lam Nguyệt nhìn thấy loại dị tượng đó ở sau lưng Trung Nhạc cùng với lôi thụ kiếm quang do tinh thần lực hắn quan tưởng ra, liền biết rõ tuy bộ lôi kiếm quyết của Trung Nhạc có uy lực thật lớn, nhưng đối với tinh thần lực cũng có tiêu hao rất lớn. Loại trình độ tiêu hao này kéo dài không được bao lâu, tinh thần lực sẽ bị hao hết. Nếu tinh thần lực mà bị hao hết, dị ma biến dị muốn giết Trung Nhạc quả thực dễ dàng vô cùng. Trung sư đệ dùng bộ lôi kiếm quyết để đối phó với dị ma biến dị phi thường nguy hiểm. Quả nhiên, tuy đầu dị ma biến dị kia bị lôi thụ bổ trúng, nhưng vẫn chưa bị thương tổn chút nào. Sau một khắc, liền lao tới dưới chân của Trung Nhạc, ánh đao vô cùng sắc bén, nhanh như thiểm điện, chém về phía Trung Nhạc. Mà vào lúc này, lôi quang dưới chân Trung Nhạc rung động ầm ầm, điện quang văng khắp nơi, đem thân hình của hắn từ giữa không trung dịch chuyển ra hơn 10 trượng, tránh đi song đao của dị ma biến dị. Răng rắc một tiếng, lại là một gốc lôi thụ bổ ra, đánh vào trên người của đầu dị ma này, đang theo giữa không trung rơi xuống. Dị ma bị bổ tới da thịt toàn thân nổ tung, thân bất do kỷ hướng mặt đất ngã xuống. Trung Nhạc cũng khó có thể tiếp tục ngự lôi hoành không, thân hình cũng đang rơi xuống dưới, đồng thời hai tay giao thoa, một cây rồi lại một cây lôi thụ lần lượt đánh xuống, chém trên người của dị ma. Đỉnh Lam Nguyệt gấp gáp chạy về phía trước nghĩ thầm, dù sao Trung sư đệ cũng là vừa mới tiến vào thượng viện, không có trải qua bao nhiêu chiến đấu tẩy lễ, ý thức chiến đấu bạc nhược yếu kém, hắn dùng loại chiêu thức tiêu hao lớn này, chỉ sợ tinh thần lực còn lại không nhiều, hy vọng còn có thể kịp tới cứu hắn ta. Đong đong, một người một ma trước sau rơi xuống đất. Ngay sau đó lại truyền tới âm thanh lôi đình cuồn cuộn cùng tiếng hô của dị ma, tiếp lấy tiếng va chạm, đại địa chấn động, loạn thạch bay tứ tán. Nơi mà Trung Nhạc cùng đầu dị ma biến dị kia rơi xuống là một chỗ khe núi. Trong lúc cấp thiết, Đỉnh Lam Nguyệt cũng không cách nào chứng kiến tình hình chiến đấu thực tế được, chỉ có thể nhìn đến tại hoàng do tinh thần lực Trung Nhạc biến thành đang nhanh chóng di động. Hẳn là trong lúc Trung Nhạc cùng đầu dị ma biến dị kia chiến đấu không ngừng di động thân hình. Nếu Trung sư đệ mà rơi xuống đất, liền muốn thua thiệt lớn rồi. Dị ma không biết bay, hắn trên không trung có thể áp chế được dị ma. Thế nhưng rơi xuống đất rồi, tốc độ của dị ma biến dị sẽ vô cùng kinh người. Dùng tốc độ của hắn, căn bản không cách nào tránh đi công kích của dị ma được. Nàng vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Tuệ Hoàng do tinh thần lực Trung Nhạc biến thành đột nhiên bắn lên cao. Ngay sau đó, thân hình Trung Nhạc cũng tùy theo bắn lên, giống như lưu tinh bay ra khe núi, như là chúng phải đòn nghiêm trọng vậy. Chứng kiến bức cảnh tượng này, trong nội tâm của Đỉnh Lam Nguyệt trầm xuống. Trung Nhạc bay ra khỏi khe núi, rõ ràng là bị trúng đòn nghiêm trọng của dị ma, bị đánh bay ra ngoài. Dị ma biến dị vốn có mấy vạn cân thần lực, chỉ sợ nhẹ nhàng liền có thể đem Trung Nhạc mà nghiền nát. Nàng rất nhanh chạy đi qua, đã thấy Trung Nhạc lảo đảo rơi xuống đất, dưới chân không ngừng bước lui về phía sau, đem sức mạnh của dị ma biến dị đánh tan mất, cũng không có bị thương nặng như trong suy đoán của nàng. Ngược lại, quanh thân Trung Nhạc hiện ra lôi văn đồ đằng vô cùng rực rỡ. Những cái lôi văn đồ đằng do tinh thần lực biến thành tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu lôi đình giao long quấn quanh ở trên người hắn. Giao long đồ đằng nhiễu thể quyết sao? Đỉnh Lam Nguyệt nhanh chóng tới gần, trong nội tâm lại là chấn động. Hắn đem phương pháp luyện thể cùng bộ lôi kiếm quyết do bộ lão truyền lại dung là một thể, mượn nhờ sức mạnh của lôi đình tăng cường cường độ thân thể. Khó trách lại có thể thừa nhận được đòn nghiêm trọng của dị ma cũng không chết như vậy. Nàng hôm nay mới biết bổ lão nói Trung Nhạc được chân truyền của hắn cũng không có nửa điểm khoa trương. Trung Nhạc chẳng những lĩnh ngộ đến chỗ tinh túy của bộ lôi kiếm quyết, thậm chí còn suy một ra ba, đem bộ lôi kiếm quyết cùng với luyện thể công pháp kết hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, đầu dị ma kia cũng nhảy ra khỏi khe núi, lao thẳng tới chỗ Trung Nhạc, tiếng hô rung trời, khí thế làm cho người ta phải sợ hãi. Nhưng làm cho Đỉnh Lam Nguyệt thấy ngây ngốc là khi nhìn thấy đầu dị ma biến dị này toàn thân là máu, tốc độ cùng sức mạnh đều thấp hơn lúc trước rất nhiều. Thực lực ít nhất bị hao tổn một nửa, đã không còn tạo cho người ta loại cảm giác không người nào có thể địch nổi như lúc trước nữa. Da của nó bị Trung Nhạc lúc nãy dùng vài gốc lôi thụ đánh xuống, bấy ra không còn một mảnh, lộ ra máu thịt.
đồ đằng văn ở bên ngoài làn da dị ma đều đã bị hủy. Đúng rồi, vừa nãy Trung sư đệ liều mạng tiêu hao tinh thần lực, liên tục thi triển lôi thú, làm như vậy là để phá hư đồ đằng văn của dị ma biến dị này. Trong nội tâm Đỉnh Lam Nguyệt giật mình, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này, Trung Nhạc mang đến kinh và hỉ cho nàng, một lớp đó lấy một lớp, liên tục trùng kích tinh thần của nàng. Hiện tại nàng mới biết được, vừa rồi Trung Nhạc thi triển lôi thụ và các loại chiêu thức tiêu hao lớn, cũng không phải là hắn bắn tên không đích, mà là vì phá hư đồ đằng văn của dị ma, làm suy yếu thực lực của nó. Ý thức chiến đấu của Trung sư đệ quả thực là mạnh đến nỗi đáng sợ, căn bản không giống như là tay mơ mới vừa tiến vào thượng viện. Đỉnh Lam Nguyệt nhanh chóng đến gần, chỉ thấy Trung Nhạc vẫn còn tiếp tục chiến đấu cùng đầu dị ma kia. Một người một ma giao phong, dị ma từng bước áp sát. Hai thanh đại liêm đao đại khai đại hợp, thân hình đầu dị ma này cao 1 trượng 6 7. Lưỡi của hai thanh liêm đao này đều dài khoảng 7-8 thước, do huyền thiết thuần tí tạo thành, sắc bén vô cùng, từ trên cao nhìn xuống cảm giác chấn nhiếp kinh người. Mà Trung Nhạc tức thì đang không ngừng lui về phía sau, lôi đỉnh giao long quấn quanh thân thể, ngón tay chỉ ra, lôi quang quanh thân liền bổ ra, hóa thành lôi kiếm phóng tới dị ma. Tốc độ công kích của một người một ma này đều nhanh đến dọa người. Ở trong khoảng thời gian Đỉnh Lam Nguyệt nhanh chóng tới gần này, thì từng người cũng đánh ra trên 100 chiêu, có mấy lần Trung Nhạc suýt nữa bị chém. Đột nhiên Trung Nhạc tránh né không kịp, bị đầu dị ma kia một cước đá bay. Nó thẳng người nhảy lên, vậy mà theo sát ở phía sau, hai thanh liêm đao lớn một trước một sau chém về hướng Trung Nhạc ở giữa không trung. Đỉnh Lam Nguyệt cơ hồ sợ đến kêu ra tiếng. Lại vào lúc này, chỉ thấy một người một ma gặp nhau ở giữa không trung, thì lôi quang đại phóng, hào quang chiếu sáng đến nỗi ngay cả nàng cũng thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đến lúc lôi quang tán đi, Trung Nhạc cùng đầu dị ma kia từ giữa không trung rơi xuống, nện ở trước người của nàng cách đó không xa. Đỉnh Lam Nguyệt bước nhanh đến, chỉ thấy Trung Nhạc thất tha thất thểu đứng người lên, tọa hoàng dị tượng sau lưng đã sụp đổ, lôi đỉnh giao long quấn quanh thân thể cũng sụp đổ, mà đầu dị ma kia té trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, đã tắt thở. Chết, chết rồi sao? Đỉnh Lam Nguyệt ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn thi thể của đầu dị ma kia, chỉ thấy huyền thiết cốt bao ở trước ngực dị ma bị phá vỡ ra một cái động khẩu nho nhỏ, trái tim bị Trung Nhạc dùng buôn lôi kiếm khí đâm thủng, chảy hết máu tươi mà chết. Lôi đỉnh của buôn lôi kiếm quyết sẽ bị huyền thiết cốt bao đem uy lực của lôi đỉnh phân tán đến các nơi xương cốt trong thân thể, không cách nào tổn thương tới trái tim. Trung sư đệ là như thế nào đâm thủng huyền thiết cốt bao như này được? Tâm tư của Đỉnh Lam Nguyệt chuyển động như điện quang hỏa thạch, lập tức nghĩ tới toàn bộ sự việc ở trong đó. Hắn vừa rồi đâm trên 100 kiếm vào đồng nhất một vị trí ở trong ngực của dị ma, toàn lực đâm liên tục, dùng nhiệt độ cao của lôi đỉnh đem huyền thiết cốt bao tan ra một cái lỗ nhỏ, một kiếm cuối cùng đem trái tim nó xuyên thủng. Linh hoạt sử dụng bôn lôi kiếm quyết, đem đồ đằng văn của dị ma lột bỏ, lại toàn lực đâm trên 100 kiếm, đâm phá huyền thiết cốt bao của nó, đâm thủng trái tim của nó. Một trận chiến này Đỉnh Lam Nguyệt thấy kinh tâm động phách, đối với Trung Nhạc thực sự lau mắt mà nhìn. Cô nàng này thấy được ngươi quan tưởng toại hoàng, cần phải diệt khẩu. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên thấp giọng nói: nếu không lan truyền đi ra ngoài sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi bây giờ còn phi thường nhỏ yếu, lại thân mang tuyệt kỹ, tất nhiên sẽ khiến cho người khác dòm ngó ngươi. Trung Nhạc lại càng hoảng sợ. Sao? Giết đình sư tỷ sao? Không giết nàng cũng được. Tân Hỏa dụ dỗ nói: ngươi đem nàng đẩy ngã giao phối, đem gạo nấu thành cơm, làm cho nàng đối với ngươi khăng khăng một mực, nàng liền sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Cái gì? Giao phối sao? Sắc mặt của Trung Nhạc đều đen lại, vụng trộm mà nhìn về phía Đỉnh Lam Nguyệt. Đỉnh Lam Nguyệt so với hắn cùng lắm thì lớn hơn mấy tháng, cũng chỉ khoảng 15 tuổi, thân thể cũng đã phát dục được rất hoàn mỹ, tư thế hiên ngang, dáng người phập phồng, hấp dẫn, rất là mê người. Đỉnh Lam Nguyệt thấy hắn nhìn qua, trong ánh mắt có chút khác thường, trong nội tâm hiểu ý, nghiêm mặt nói: Trung sư đệ lo lắng cho mình tu luyện công pháp khác bị ta lan truyền đi ra ngoài hay sao? Người có thể yên tâm, tuy trên danh nghĩa kiếm môn chúng ta nói nghiêm cấm đệ tử tu luyện công pháp của tộc khác,
nhưng rất nhiều luyện khí sư thế hệ đi trước cũng tu luyện công pháp chủng tộc khác mà. Trong hàng đệ tử cũng có không ít người làm như vậy, nên không cần lo lắng đâu. Trung Nhạc nhẹ nhàng thở ra cười nói, kính xin sư tỷ chớ nói ra ngoài. Đình Lam Nguyệt gật đầu nói, ta cũng không phải người nhiều chuyện cho lắm, sẽ không nói lung tung đâu. Ta cảm thấy được, vẫn là diệt khẩu hoặc là giao phối so sánh an ổn hơn. Trong thức hải, Tân Hỏa tiếp tục dụ dỗ nói, ta có thể giúp ngươi quan sát động tĩnh, ngươi tới động thủ. Trung Nhạc chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy gì. Giá trị của dị ma biến dị không phải chuyện đùa. Bình thường đệ tử thượng viện cần công lao khi đánh chết 100 đầu dị ma mới có thể đổi lấy một viên vũ linh đan. Mà đánh chết một đầu dị ma biến dị là có thể đổi lấy 100 viên vũ linh đan. Đình Lam Nguyệt có chút thâm mộ nói, hơn nữa xương cốt của dị ma biến dị cũng là huyền thiết tinh khiết nhất rồi, so với huyền thiết trong xương cốt của dị ma bình thường tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần. Dùng để luyện chế hồn binh không còn gì tốt hơn cả. Nặng hơn 2.000 cân huyền thiết có thể luyện chế hơn 10 kiện hồn binh, hơn nữa còn là hồn binh thượng đẳng kia. Trái tim của Trung Nhạc đập mạnh một cái. 100 viên vũ linh đan tuyệt đối là một khoản tài phú không nhỏ. Đối với hắn mà nói, nó càng là một cơn mưa đúng lúc. Mà hồn binh cũng cực kỳ mê người, có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực của hắn. Hài cốt của dị ma này lại có thể luyện chế hơn 10 khẩu hồn binh, có thể nghĩ là đây là một khoản tài phú lớn đến bậc nào. Trong hạng đệ tử thượng viện có được hồn binh cũng không phải số ít, nhưng phần lớn đều là hồn binh cấp thấp, dùng đều là kim thiết bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng tế hồn mà thôi. Huyền thiết trong đó cũng không tinh khiết. Đình Lam Nguyệt nhắm lại hai mắt quan tưởng trong chốc lát, đột nhiên trước mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa, đem thi thể của đầu dị ma biến dị kia vây quanh. Thì ra là đang quan tưởng một môn công pháp hỏa hệ. Cho dù là hồn binh cấp thấp, uy lực của nó cũng là không thể khinh thường. Một khi tế lên, qua lại như điện, làm người ta khó lòng phòng bị. Mà trong hồn binh thượng đẳng không có bất kỳ tạp chất gì. Trong hạng đệ tử thượng viện cũng không có mấy người có thể có được bậc này hồn binh đâu. Chỉ có đệ tử trọng yếu xuất thân từ thập đại bộ lạc trong đại hoang mới có thể nắm giữ thần binh lợi khí bậc này được. Liệt hỏa thiêu đốt không qua bao lâu liền đem cỗ thi thể này đốt thành tro bụi, chỉ còn dư lại xương cốt bằng huyền thiết bị liệt hỏa đốt cháy đến phát sáng. Đình Lam Nguyệt lại nhắm mắt lại quan tưởng trong chốc lát, tinh thần lực quan tưởng đến mưa to, đem xương cốt bằng huyền thiết làm nguội lại nói, luyện chế hồn binh không phải là việc mà chúng ta những đệ tử bậc này là có thể làm được, chỉ có luyện khí sư mới có thủ đoạn này. Sư đệ muốn đem xương cốt này bán ra hoặc là mời người luyện chế, ta đều có con đường. Mặc dù đại đình thị chúng ta không phải là thập đại thị tộc, thế nhưng là cũng có nội tình của mình. Đại đình thị chúng ta cũng có luyện khí sư trong kiếm môn. Được nước mưa cọ rửa, xương cốt bằng huyền thiết xèo xèo bốc lên hơi nước, cuối cùng cũng nguội lại. Trung Nhạc gật đầu, hắn quả thật không có con đường ở trong kiếm môn. Sự suy thoái của Trung Sơn thị dẫn đến trong lớp người già không có xuất hiện qua luyện khí sĩ. Hơn nữa, Trung Nhạc mặc dù biết tả tương sinh nhưng lại không có bao nhiêu giao tình. Nếu như Đình Lam Nguyệt có con đường mà nói, đem xương cốt bằng huyền thiết này bán cho đại đình thị cũng sẽ không bị thiệt thòi bao nhiêu. Đình Lam Nguyệt tiếp tục nói, sư đệ, ta đã giúp ngươi xử lý sạch sẽ bộ hài cốt này, ngươi vác ở trên người, chúng ta lập tức đi tìm kiếm các sư huynh sư đệ khác thôi. Ma khư kiếm môn cực kỳ nguy hiểm, nếu là tách ra mà nói, gặp phải bộ lạc lớn của dị ma nhện ma thì lành ít dữ nhiều rồi. Được. Trung Nhạc thấy nàng muốn lửa có lửa, muốn mưa có mưa, trong lòng cũng là bội phục 10 phần nói, sư tỷ thế nhưng đồng thời tinh thông nhiều loại công pháp là người ta bội phục mà. Quan tưởng nước lửa chính là tiểu pháp môn cần chuẩn bị để xuất môn lịch lãm, cũng không phải là công pháp giỏi cỡ nào, nhưng lại hữu dụng vô cùng. Nếu là ở bên ngoài ăn gió nằm sương, không có tiểu pháp môn như vậy sẽ phải ăn rất nhiều đau khổ. Đình Lam Nguyệt kể nói, Trung Nhạc tâm niệm vừa động, quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết, chỉ thấy tinh thần lực của hắn hóa thành giao long. Giao long há mồm liền đem dị ma kia ngậm lại, mà bản thân Trung Nhạc thì hai tay chống chân cất bước đuổi theo Đình Lam Nguyệt. Đình Lam Nguyệt nhìn thoáng qua, trong lòng thầm khen một tiếng,
Tinh thần lực của Trung sư đệ có độ mềm và dai kinh người. Hài cốt của dị ma nặng hơn 2.000 cân, nhưng giao long do tinh thần lực của hắn biến thành lại có thể ngậm nhẹ nhàng như vậy, cử trọng nhược khinh. Khó trách hắn có thể chém giết dị ma biến dị, đúng là không phải do may mắn rồi. Hai người nhanh chóng đi về phía trước. Đỉnh Lam Nguyệt chạy lên một tòa núi cao, quan tưởng hỏa diễm, chỉ thấy ánh lửa vọt lên cao hơn 20 trượng, hỏa diễm ở giữa không trung tạo thành một cái chữ bố thật to. Không qua bao lâu, Hà Thừa Xuyên và 10 vị đệ tử cùng chạy lên tới ngọn núi, tụ hợp cùng Trung Nhạc và Đỉnh Lam Nguyệt. Thấy trong miệng của giao long sau lưng Trung Nhạc ngậm lấy bộ hài cốt của dị ma kia, cũng là lấy làm kinh hãi. Trung sư đệ, ngươi đem đầu dị ma biến dị kia giết rồi sao? Hà Thừa Xuyên thất thanh nói. Trung Nhạc lắc đầu cười nói, thật xấu hổ, ta ở trong núi hoang chỉ lo chạy trốn chết thì đột nhiên bị trật chân, té bổ nhào một cái. Đứng lên nhìn lại thì phát hiện là hài cốt của dị ma này. Hẳn là dị ma bị chết ra ở trong hoang sơn dã lĩnh rồi, không nghĩ là bị ta phát hiện được. Đám người Hà Thừa Xuyên hâm mộ không ngừng, luôn miệng nói, vận khí của Trung sư đệ thật là nghịch thiên, tại sao ta lại không có vận khí tốt như vậy? Các đệ tử khác trong môn hạ của bổ lão cũng không có đi xa, nhìn thấy chữ bồ do Đỉnh Lam Nguyệt quan tưởng ra đều tự mình tìm tới. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng cũng lục tục đem người tìm đủ. Mọi người nhìn thấy bộ hài cốt dị ma biến dị trên lưng Trung Nhạc đều vạn phần kinh dị. Hà Thừa Xuyên nhanh mồm nhanh miệng nói một phen, mọi người lại càng hâm mộ không ngừng. Đỉnh Lam Nguyệt ho khan một tiếng nói, chư vị sư đệ, lần này chúng ta tiến vào ma khư lịch lãm đã chết hai vị sư đệ, đã không thể tiếp tục được nữa rồi, chúng ta nên lập tức rời đi. Đoán chừng trong ma khư đã xảy ra biến cố gì kinh người, nếu không bộ lạc dị ma nhỏ như vậy không thể nào đản sinh ra một đầu dị ma biến dị được. Chuyện này chi bằng lập tức báo lên cho sư môn, mời sư môn điều tra một phen. Mọi người cùng rối rít gật đầu. Chỉ có đại bộ lạc có 100 vạn dị ma mới có thể ra đời một dị ma biến dị, chính là tiểu bộ lạc chỉ có 200 đầu dị ma, ở đâu lại có thể sinh ra hung vật bậc này được? Nơi này tất có kỳ quái. Mọi người đang muốn xuống núi thì nghe đột nhiên có tiếng ồn ào từ xa truyền đến. Chỉ thấy ở sâu trong ma khư có một mảnh mây đen đông nghịt đang cuốn tới. Mây đen càng lúc càng lớn hướng bên này bay tới. Mà ở phía trước mây đen có hơn 10 vị đệ tử thượng viện của kiếm môn đang bán mạng mà chạy như điên. Sao? Đó là môn hạ đệ tử của Kim Hồng Sư Thúc sao? Hà Thừa Xuyên có nhân mạch hơi rộng, lập tức nhận ra vài vị đệ tử thượng viện chạy trốn ở phía trước, nghi ngờ nói, bọn họ là đang trốn cái gì vậy? Đó là ưng ma. Trên đỉnh núi, sắc mặt của mọi người đều kịch biến. Một người nữ đệ tử thất thanh nói, nhiều ưng ma như vậy sao? Rõ ràng tấm mây đen giữa không trung kia không phải là mây, mà là do hơn ngàn con ưng khổng lồ triển khai hai cánh tạo thành dị tượng kinh người. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái gọi là ưng ma chính là đầu người thân chim, móng vuốt lớn và hai cánh, trong miệng mọc đầy răng nhọn. Vô số đầu ưng ma không ngừng lên xuống, tấn công liên tục vào đám đệ tử thượng viện ở bên dưới. Đột nhiên một vị đệ tử thượng viện bị bắt chặt hai vai rồi xông lên trời cao. Vài con ưng ma khác từ bên cạnh đánh tới, trong chốc lát liền đem đệ tử kia phá tan thành từng mảnh, huyết nhục vẩy ra. Thế nhưng không có một khối huyết nhục nào rơi xuống đất cả, mà còn ở giữa không trung liền bị bảy ưng ma ăn không còn một mống. Lâm Thúc Bình đã chết rồi. Hà Thừa Xuyên thấy vị đệ tử thượng viện bị bảy ưng ma ăn hết kia, ánh mắt trợn tròn, hít vào một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói, Lâm Thúc Bình chính là đệ tử của Úc Lâm Thị trong môn hạ của Kim Hồng Sư Thúc. Úc Lâm Thị là thập đại thị tộc, thực lực của Lâm Thúc Bình lại càng kinh người, được khen là thập đại đệ tử thượng viện của kiếm môn chúng ta. Khoảng cách trở thành luyện khí sĩ chỉ cách có nửa bước chân thôi, làm sao lại cứ như vậy liền bị ưng ma giết đi được? Là ưng ma biến dị sao? Sắc mặt của Đỉnh Lam Nguyệt trắng lên như tuyết, quyết định thật nhanh quát lớn, mau mau xuống núi, rời đi khỏi ma khư. Tiểu bộ lạc chỉ có ngàn con ưng ma, thế nhưng cũng xuất hiện ưng ma biến dị rồi. Ma khư kiếm môn khẳng định đã xảy ra vấn đề rồi. Trung Nhạc cũng biết đại sự không ổn. Thứ nhất, tiểu bộ lạc dị ma xuất hiện, dị ma biến dị còn có thể nói là thành tình cờ, nhưng ngay cả tiểu bộ lạc ưng ma cũng xuất hiện ưng ma biến dị, nơi này liền có sự cổ quái. Mọi người chạy xuống núi, Đỉnh Lam Nguyệt sóng vai cùng Trung Nhạc nói,
Trung sư đệ, chút nữa nếu gặp phải nguy hiểm, kính xin sư đệ xuất thử giúp chúng ta, giúp một tay. Hà Tử Xuyên nghe nói như thế, trong lòng buồn bực. Vì sao Đỉnh sư tỷ nói ra những lời như vậy? Hắn lại không biết Đỉnh Lam Nguyệt đã thấy qua bản lĩnh của Trung Nhạc, biết chiến lực của Trung Nhạc còn cao hơn mình, vì vậy mới lên tiếng nhờ vả. Sư tỷ yên tâm, mặc dù ta không phải là đệ tử của Bồ lão, nhưng từng cùng chư vị sư huynh sư tỷ có chung hoạn nạn, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực rồi. Trung Nhạc mới vừa nói ra lời này, đột nhiên chỉ thấy nơi xa có khói bụi nổi lên bốn phía, hàng trăm con nhện lớn đen nhánh đang xua đuổi lấy hơn 10 vị đệ tử thượng viện của kiếm môn vọt về hướng bên này. Những con nhện lớn kia đều có 8 chảo đang chạy gấp. Mỗi một con nhện đều cao khoảng 6 thước, lớn hơn trượng. Thế nhưng chân lưng con nhện lại sinh ra nửa người trên của loài người. Có cô gái, cũng có nam tử, rõ ràng là nhện ma trong ma khư. Đầu nhện ma dẫn đầu kia là kinh người nhất, há mồm phun ra tơ nhện sáng như tuyết. Một tiếng xé gió vang lên, liền đem một vị đệ tử thượng viện dính chặt. Dùng sức kéo một cái thì đệ tử thượng viện này liền không tự chủ được bay lên, rơi vào trong bầy nhện. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, liền không còn tiếng động nữa, lại bị bầy nhện ma ăn đến, liền xương cũng không dư lại. Là nhện ma biến dị sao? Sắc mặt của Đỉnh Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện đều trở nên tái nhợt, lập tức chuyển hướng, chọn đường thoát đi khỏi nơi đây. Đó là môn sinh của Thương Tùng sư thúc, cũng gặp tai ương, gặp được nhện ma biến dị. Mọi người mới chạy ra được mấy dặm, lại gặp phải một lớp đệ tử thượng viện khác cũng đang chạy trốn chết, bị mấy trăm ma tộc ma khư đuổi giết, vội vàng thoát thân. Sợ rằng ma khư đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chúng ta lâm vào bên trong ma vực, đợi đến luyện khí sĩ của kiếm môn nhận được tin tức, sợ là chúng ta cũng đã chết không có chỗ chôn rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi đây đột nhiên nhiều ra nhiều ma tộc biến dị đến như vậy? Đám người Trung Nhạc liên tục chạy trốn, thế nhưng càng nhiều hơn ma tộc ma khư xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của ma tộc biến dị, đem đệ tử thượng viện vây khốn lại, vây quanh ở trong một vòng vây rộng lớn khoảng trăm dặm. Nhân tộc bắt nạt ba tộc chúng ta, đem chúng ta nhốt ở chỗ này, nuôi chúng ta, để cho hậu bối của bọn họ giết chúng ta luyện thay. Hôm nay báo ứng của bọn chúng đã tới rồi. Ở bên ngoài vòng vây, tất cả ma tộc biến dị đều xuất hiện, hơi thở cuồng dã không bị cản trở, lệ khí xông lên trời. Rõ ràng là thủ lĩnh trong đại bộ lạc có trăm vạn ma tộc, thậm chí trong đó có ma tộc đã cảm ứng được ma linh, hồn phách cùng ma linh của ma khư kết hợp trở thành luyện khí sĩ của ma tộc. Các tộc ma tộc chúng ta nhiều năm gần đây con cháu đầy đàn, vô cùng gian khổ như vậy, âm thầm tế tự mảnh trời đất này, rốt cuộc để cho trong trời đất của ma khư sinh ra ma linh. Dẫn đầu là một vị luyện khí sĩ ma tộc, quanh thân bao phủ ở dưới hắc bào, không gió tự thổi bay phất phới, cười ha ha nói: hôm nay đem những tên tiểu bối của nhân tộc này làm thành gia súc tế tự tổ tiên viễn cổ tộc chúng ta, làm thức tỉnh lại linh của tổ tiên, giết ra khỏi ma khư, đoạt lại đại hoang vốn là thuộc về chúng ta. Ta muốn để cho máu của những nhân tộc này làm thoải mái linh của tổ tiên viễn cổ, làm cho bọn họ thức tỉnh. Sau lưng hắn, từng vị luyện khí sĩ ma tộc bay lên trời, cao giọng quát lên: các con nghe lệnh, không cần ăn hết bọn chúng, đưa bọn chúng bắt lại, lưu lại cho bọn chúng một mạng, dùng để tế tự hiến tặng cho linh của tổ tiên viễn cổ chúng ta. Lại nói, đệ tử thượng viện của kiếm môn mỗi tháng chỉ có cơ hội tiến vào ma khư một lần, bởi vậy mấy ngàn đệ tử thượng viện thì bị nhốt ở chỗ này có gần ngàn người. Đệ tử thượng viện cũng là nên có kiếp nạn này. Cho tới nay, ma khư đều là nơi để đệ tử thượng viện lịch lãm rèn luyện. Mặc dù đôi khi cũng có đệ tử thượng viện chết trong lúc lịch lãm rèn luyện, nhưng chưa bao giờ xảy ra chỗ sơ suất lớn. Bởi vậy cao tầng luyện khí sĩ của kiếm môn đối với ma khư cũng không quan tâm nhiều lắm. Đệ tử thượng viện tiến vào ma khư lịch lãm rèn luyện lại là chuyện hết sức bình thường, ai đều chưa từng ngờ tới. Giờ phút này hình thức vậy mà bị nghịch chuyển, đệ tử thượng viện biến thành con mồi, mà ma tộc ma khư thì trở thành thợ săn, săn bắn đệ tử kiếm môn. Trong phương viên gần trăm dặm, có gần ngàn đệ tử thượng viện đang chạy trốn khắp nơi. Có người tụ tập cùng một chỗ để chống cự, có người trốn đông trốn tây. Một luồng sóng ma tộc
thì đang càn quét tới lui tìm kiếm những vị đệ tử thượng viện này. Không biết bao nhiêu đệ tử thượng viện đã bị bắt, tay chân bị trói cột vào trên, vô lực giãy giụa giống như là heo, bị hai ma tộc giơ lên vai khiêng hướng chỗ sâu trong ma khư đi đến, không biết bị đưa đến nơi nào. Cũng có không ít đệ tử thượng viện thậm chí bị giết trong khi đang chống cự. Tính bằng hàng ngàn đơn vị ma tộc ma khư chen chúc mà đến, trải rộng phạm vi trăm dặm phương viên, lại để cho phạm vi có thể hoạt động của những đệ tử thượng viện còn lại càng ngày càng nhỏ. Thời thượng cổ, nhân tộc hèn mọn, ở trong mắt của ma tộc chúng ta chính là dê hai chân, chỉ có làm gia súc dùng để tế tự cùng sai khiến thôi. Lúc trước ma tộc chúng ta dùng gia súc để tế tự đều là nhân tộc cả. Rất nhiều ma tộc thời điểm càn quét cười ha ha, kích động lòng tin của những đệ tử thượng viện có can đảm phản kháng kia, truyền đến tiếng cười quỷ dị. Từng dãy nhân tộc buộc chặt ở trên trọng trách, đem nướng ở trên lửa, xoa dầu nướng đến thấm nước cho ta. Chọc một đao xuống dưới, máu người phóng đầy bồn, kính linh của trời đất, linh của tổ tiên, lại để cho linh của tổ tiên nếm trải qua máu người mỹ vị này. Những con gia súc hèn mọn này rõ ràng dám tạo phản, chấn áp chúng ta. Hôm nay là nên khiến đám gia súc này biết rõ ai mới là chủ nhân trong trời đất này rồi. Lúc bấy giờ, đám người Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên tụ tập cùng một chỗ, nhiều lần liên tục thao ngộ, càn quét vây quét của ma tộc. Hơn trăm người hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người. Những người khác đều bị bắt ở trong hỗn chiến, cũng có người bị giết. Còn lại mười mấy người này thì mỗi người cũng đều bị thương, trên người lưu lại rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, chật vật đến không chịu nổi. Mặc dù là có thực lực cao nhất như Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt hay Hà Thừa Xuyên cũng không khá hơn là bao nhiêu. Và lần ở trong chiến đấu, suýt nữa thì bị ma tộc biến dị chém giết. Bộ thi cốt dị ma mà Trung Nhạc lấy được kia bởi vì quá nặng, lưng cõng nó không có lợi cho chiến đấu, nên trong chiến đấu đã bị Trung Nhạc ném đi, chỉ để lại hai cánh tay của bộ thi cốt. Hai thanh liêm đao sáng long cong bị hắn lưu lại trở thành binh khí. Hai thanh huyền thiết liêm đao này dài đến 8 thước, cao cỡ một người, tuy nhiên không phải hồn binh, nhưng trình độ sắc bén chỉ có hơn chứ không kém. Trung Nhạc tế hồn vào trong đó, huyền thiết liêm đao tớ lui như gió, một đao cắt xuống thân thể của ma tộc, cơ hồ không có lở phần trở ngại. Chỉ là ma tộc thật sự rất nhiều, hơn nữa lúc trước lịch lãm rèn luyện ở chỗ này rất khó tìm được tung tích của ma tộc dị biến, mà bây giờ ma tộc dị biến nhiều làm cho người khác tức lộn ruột, cơ hồ trong mỗi 100 đầu ma tộc liền có một đầu ma tộc biến dị. Mặc dù là Trung Nhạc cũng ở trong lúc chiến đấu cùng với ma tộc biến dị khác mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy nhiên hắn đã chém giết một đầu dị ma biến dị, nhưng dị ma ở trong ma khư chỉ là ma tộc cấp thấp nhất, địa vị còn không bằng được nhện ma. Hơn nữa, thực lực của ma tộc biến dị khác đều so với dị ma biến dị mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chủng tộc ma tộc biến dị khác có lông vũ là do kim tinh tạo thành, sắc bén đến cực điểm, có tơ nhện cứng cỏi vô cùng, huyền thiết liêm đao cũng cần chém liên tục hơn 10 đao mới có thể chém đứt được. Có xương cốt trưởng thành ở bên ngoài cơ thể, xương cốt chính là kim loại tạo thành, như là áo giáp trầm trọng vô cùng, mỗi thứ đều có chỗ lợi hại. Trải qua những cuộc chiến đấu này, đám người Hà Thừa Xuyên cũng kiến thức được đến chỗ mạnh mẽ của Trung Nhạc. Bôn lôi kiếm quyết ở trong tay hắn trở nên sắc bén vô cùng, người ngăn cản giết người, ma ngăn cản giết ma. Hơn nữa, Trung Nhạc có thể đang thi triển bôn lôi kiếm quyết, lại đồng thời tế hồn vào trong huyền thiết liêm đao. Những nơi liêm đao đi qua thì ma tộc ngã xuống thành từng mảnh. So với Đỉnh Lam Nguyệt, tế hồn hồn binh còn muốn mạnh mẽ hơn vài phần, làm cho người ta phải ghé mắt. Chỉ là tình cảnh bây giờ thật sự rất hung hiểm, ma tộc biến dị càng ngày càng nhiều, thực lực của Trung Nhạc tuy cao cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, không phải đối thủ của những dị ma biến dị kia. Bởi vậy mọi người chỉ là hơi kinh ngạc một chút, càng nhiều nữa là lo lắng tình cảnh của bọn họ. Nếu là chúng ta một mực không có ly khai ma khư, nhất định sẽ bị cao tầng của kiếm môn nhận ra sự khác thường, sau đó tiến vào ma khư để xem xét. Đình Lam Nguyệt nhìn mọi người khuyến khích nói: chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian 2-3 ngày sẽ có luyện khí sĩ đi vào dẹp yên trận bạo loạn này. Sao? Thời gian 2-3 ngày sao? Chỉ sợ kiên trì không tới lúc đó được thôi.
Hà Từ Xuyên cười khổ, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, chỉ thấy trên bầu trời có một đám rồi lại một đám ưng ma phi hành xuyên thẳng qua lại. Những đôi mắt ưng sắc bén đang tìm kiếm đệ tử thượng viện. Hà Từ Xuyên lên tiếng nói: "Đỉnh sư tỷ, ma tộc ở đây ngày càng nhiều, ma tộc biến dị cũng là càng ngày càng nhiều. Chúng ta có thể kiên trì một canh giờ, xem như là may mắn rồi." Một vị nữ đệ tử thở dài nói: "Nếu như có người có thể chạy ra khỏi ma khư, bẩm báo cho hai vị trưởng lão thì tốt quá rồi." Trung Nhạc nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, âm thầm quan tưởng, hồn phách đi vào trong thức hải nói: "Tân Hóa, người có biện pháp nào chạy đi hay không? Ở đây có quá nhiều ma tộc cấp thấp, bằng vào thực lực của các ngươi, căn bản không cách nào đào thoát được đâu." Tiểu đồng Tân Hòa rất dứt khoát nói: "Hơn nữa ta còn cảm ứng được khí tức của luyện khí sĩ ma tộc, tuy nhiên đều là tiểu nhân vật, nhưng đối với các ngươi mà nói vẫn là quá mạnh. Ta cảm ứng được bên trong ma khư này còn có một chút bí mật, ẩn ẩn để lộ ra khí tức cổ xưa, rất là âm u, tà ác ca." "Sao? Luyện khí sĩ của ma tộc sao?" Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái. Luyện khí sĩ là mạnh mẽ cỡ nào? Đối với đệ tử thượng viện như bọn hắn mà nói, cơ hồ là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trong ma khư này, vậy mà xuất hiện luyện khí sĩ của ma tộc, xem ra hoàn toàn chính xác, cực kỳ không ổn. Ngoại trừ luyện khí sĩ của ma tộc, còn có một khí tức cổ xưa, âm mưu tà ác sao? Chẳng lẽ còn mạnh mẽ hơn cả luyện khí sĩ ma tộc sao? Đúng vậy, so với luyện khí sĩ ma tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng là những khí tức cổ xưa này giống như đã bị chấn áp vậy, cũng rất giống như đang lâm vào ngủ say, hoặc là đã bị chết đi, chỉ là trong lúc mơ hồ toát ra một tia khí tức thôi. Tiểu đồng Tân Hỏa tỉ mỉ cảm ứng nói: "Ta cảm ứng được những luyện khí sĩ ma tộc này đang chuẩn bị một lần đại tế tự, đem những khí tức cổ xưa này thức tỉnh lại. Nếu là thật sự đưa bọn họ thức tỉnh lại mà nói, việc vui tiểu lớn rồi, tuyệt đối có thể làm cho đám luyện khí sĩ dễ nhũi của kiếm môn đại loạn một hồi. Thiếu niên phục khi thần tộc, nếu ngươi chịu đem thân thể giao cho ta đến khống chế, ta ngược lại có thể mang theo ngươi một mình đào thoát đi ra khỏi nơi đây. Bất quá nếu như vậy thì ta liền bại lộ, chỉ có thể mang theo ngươi giết ra khỏi kiếm môn, sau đó lưu lạc thiên nhai rồi." Ngọn lửa nhỏ này hào hứng bừng bừng nói: "Thực lực của ta bây giờ không bằng lúc trước được, cũng không có tìm được chuyển nhân tân hỏa hợp cách. Trong kiếm môn vẫn có rất nhiều nhân vật lợi hại có thể ngăn lại ta được, cho nên ta ý định lúc xông ra khỏi kiếm môn sẽ làm nổ tung chấn áp những thần ma chi hồn kia ở dưới kiếm môn. Những thần ma chi hồn đó so với những khí tức cổ xưa bên trong ma khư còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, nhất định có thể đem kiếm môn huyết tẩy, sau đó chúng ta liền có thể chạy đi." "Sao? Đem thân xác giao cho tân hỏa khống chế tuyệt đối không đáng tin cậy." Trung Nhạc suy nghĩ, bỏ đi cái ý niệm nguy hiểm này. Mức độ nguy hiểm của tân hỏa này so với những ma tộc này còn muốn khủng bố hơn gấp trăm lần. "Nhạc tiểu tử, đợi lát nữa nếu ngươi mà bị giết đi, vô luận như thế nào ta đều sẽ ra tay đấy." Tân hỏa ở trong thức hải của hắn kêu lớn. Trung Nhạc tỉ mỉ suy tư một lát, đột nhiên thần sắc khẽ động, thấp giọng nói: "Đỉnh sư tỷ, Hà sư huynh, đợi chút nữa gặp được ma tộc, chúng ta chống cự một lần, sau đó tùy ý cho bọn hắn bắt chúng ta. Ta có một cái kế hoạch, nói không chừng chúng ta có cơ hội chạy được." Trong lòng đám người, Đỉnh Lam Nguyệt khẽ động, mơ hồ đoán được kế sách của hắn, lướt nhau yên lặng gật đầu. Trung Nhạc lập tức đem hai thanh huyền thiết liêm đao dài khoảng 8 thước ở trên lưng lấy xuống, chôn vào trong đất. Trong lòng Đỉnh Lam Nguyệt có chút bất an, thấp giọng nói: "Trung sư đệ, tinh thần lực của ngươi có thể kéo dài ra xa bao nhiêu đấy? Phải chăng thật có thể?" Trung Nhạc lắc đầu, thấp giọng nói: "Chớ có lên tiếng, ma tộc đến rồi." "Ồ, nơi này có nhân tộc này." Âm thanh vang lên giống như tiếng quỷ khóc sói tru, lại bị một đám nhện ma phát hiện. Vài đầu nhện ma cái to lớn vô cùng kêu lên: "Có nhân tộc tiểu bò đực, bọn họ nếu dám chống cự liền đem nhân tộc tiểu bò cái giết chết đi, lưu lại nhân tộc tiểu bò đực để sung sướng một lần nào." Hà Thừa Xuyên và các nam đệ tử nghe vậy sắc mặt biến đổi, một lần trở nên vô cùng tái nhợt. Mọi người thoáng chống cự một chút liền nhao nhao bị bắt. Một đầu nhện ma biến dị phụt ra tơ nhện, đem những người này buộc chặt lại.
Ồ, nhân tộc tỉa bò Đức. Một đầu mẫu ma tộc yêu thương sở lên khuôn mặt của Hà Thừa Xuyên cười nói. Đang lúc giao phối lại ăn tươi tiểu bò Đức là chuyện mà người ta thích làm nhất đấy. Đầu nhện ma biến dị dẫn đầu kia cảnh cáo nói. Không muốn gây chuyện thị phi, các trưởng lão còn muốn dùng máu thịt của những tên này để tế tự tổ tiên. Hơn 10 đầu dị ma có địa vị thấp nhất đi tới, đem mọi người treo ở trên trọng trách, cất bước hướng chỗ sâu trong ma khư đi tới. Đem bọn họ đưa lên trên tế đàn cho ta, đợi các trưởng lão đi tới, lấy ra máu của những dê hai chân này, tế tự tổ tiên các tộc của ma tộc chúng ta, thức tỉnh lại linh của tổ tiên. Một đầu dị ma hẳn là tiểu đầu lĩnh của những dị ma này, ở một bên giám sát hưng phấn nói. Còn muốn thức tỉnh lại cộng đồng tổ tiên của các tộc chúng ta, thiên tượng lão mẫu. Sao? Thiên tượng lão mẫu sao? Ở bên trên trọng trách, bọn người Đình Lam Nguyệt trong lòng cả kinh. Đình Lam Nguyệt thấp giọng nói. Không xong rồi, những thứ này lại muốn thức tỉnh lại thiên tượng lão mẫu sao? Trung Nhạc hiếu kỳ hỏi. Sư tỷ, thiên tượng lão mẫu là cái gì vậy? Đình Lam Nguyệt còn chưa trả lời, dị ma tiểu đầu lĩnh kia cười hăng hắc nói. Thiên tượng lão mẫu chính là cộng đồng tổ tiên của ma tộc chúng ta trong đại hoang này, là thần của ma tộc chúng ta. Thiên tượng lão mẫu sinh ra đứa con đầu tiên chính là tổ tiên của thiên tượng ma tộc, đứa con thứ hai là tổ tiên của ưng ma tộc, đứa con thứ ba là tổ tiên của hỏa ma tộc. Dị ma tộc chúng ta là tiểu nhi tử, địa vị tương đối thấp à. Bất quá so với các ngươi, những nhân tộc này địa vị cũng cao hơn rất nhiều. Nhân tộc các ngươi chỉ là gia súc thôi. Là năm đó ở trong đại hoang, tổ tiên các tộc chúng ta săn bắn nhân tộc, nhất là nhân tộc tiểu bò cái. Bắt được về sau tiểu sẽ lấy sạch thôi. Dị ma tiểu đầu lĩnh này nheo nhéo khuôn mặt của Đình Lam Nguyệt, cười hăng hắc hai tiếng, hồn nhiên không có chú ý tới phía sau của bọn hắn. Gần một dặm phía bên ngoài phiến chiến trường nơi bọn Trung Nhạc bị bắt, đột nhiên bùn đất vỡ ra, hai thanh đại lêm đao từ dưới đất bay lên, dán mặt đất mà bay, chăm chú đi theo phía sau bọn hắn. Trong chút bất chi bất giác, hơn 10 đầu dị ma chịu trách nhiệm áp giải bọn người Trung Nhạc đã xuyên qua vòng vây của ma tộc. Đám người Trung Nhạc hướng xung quanh liếc nhìn, chỉ thấy ở trên đường ma tộc càng ngày càng ít, mà ở trung tâm của ma khư lại là ma khí cuồn cuộn phóng lên trời. Chỗ đó chắc là tế đàn mà dị ma kia đã nói. Chết đi! Trung Nhạc đột nhiên hét lớn, hai thanh liêm đao 8 thước đột nhiên bay lên, xoay tròn gào thét ở giữa không trung. Trong chớp mắt, liền từ đằng sau đội ngũ cắt ra một đường, cắt đến phía đội ngũ. Phốc phốc phốc. Những con dị ma đang khiêng trọng trách, nguyên một đám đầu lâu đột nhiên phóng lên trời, ma huyết vọt tới giữa không trung, hết thảy biến thành thi thể không đầu. Mà vào lúc này, hai phần liêm đao ở tinh thần lực của Trung Nhạc điều khiển cũng bay trở về. Pang pang, ánh đao hiện lên, đem dị ma tiểu đầu lĩnh kia cắt cho nát bấy. Tinh thần lực từ mi tâm của Trung Nhạc phun dũng, ánh đao pang pang liên tiếp bổ tới, đem tơ nhện quấn ở trên tay chân chặt đứt. Sau đó nhảy dựng lên, điều khiển ánh đao hướng tơ nhện chỗ chân tay của bọn người Đình Lam Nguyệt chặt bỏ, rồi quát lớn: "Lập tức đi, nói không chừng còn có cơ hội chạy ra khỏi ma khư." Đình Lam Nguyệt là người đầu tiên thoát khốn, lập tức tung mình nhảy lên nói: "Năm đó tổ tiên Đại Đình thị chúng ta cùng với tiền bối của kiếm môn cùng nhau mở ra đại hoang, biết rõ sự kinh khủng của thiên tượng lão mẫu này nên đã để lại ghi chép về thiên tượng lão mẫu. Ta đã xem qua những thứ ghi chép kia, thiên tượng lão mẫu này chính là ma thần, không phải sinh linh bình thường. Những thứ ma tộc này muốn thức tỉnh lại thiên tượng lão mẫu, vô luận như thế nào cũng phải thông báo cho cao tầng của kiếm môn biết được, nếu không sự việc này sẽ càng ngày càng không thể thu thập được." Trung Nhạc đem một thanh liêm đao khác giao cho nàng thao túng, hai người nhanh chóng đem tơ nhện trói buộc mọi người mà chém đứt. Mọi người đang định rời đi, Hà Từ Xuyên vội vàng nói: "Mau, mau giấu đi thi thể." Trung Nhạc nhất thời tỉnh ngộ lại, con đường này là con đường đi tới hang ổ của ma tộc. Nếu là bị người phát hiện trên mặt đất có nhiều thi thể dị ma như vậy, nhất định sẽ biết được có người chạy trốn. Không bằng đem những thi thể này chôn xuống, mới có thể vì mình tranh thủ thời gian dài hơn để chạy trốn chết.
Hà sư huynh cũng là người trải qua chiến đấu tể lễ, tâm tư thật kín đáo. Trung Nhạc thầm nghĩ, mọi người lập tức đem tất cả thi thể dị ma chôn ngay tại chỗ, phân biệt phương hướng, lặng lẽ bỏ chạy hướng lối vào ma khư. Bên trong ma khư không có phân ra ngày và đêm, bầu trời lúc nào cũng là một mảnh u ám. Đám người Trung Nhạc một đường trốn phải né trái, tránh ra từng cái bộ lạc ma tộc. Khoảng cách cửa vào ma khư cũng càng ngày càng gần. Ở phía trước một tòa kiếm môn đứng vững, nơi đó là cửa vào, cũng là cửa khẩu của ma khư. Ngoài cửa liền có hai vị trưởng lão kiếm môn trấn thủ, chỉ cần chạy ra tới tòa kiếm môn này liền coi như là đã an toàn. Vù, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thật dài. Dưới mắt chỉ còn lại có mấy dặm lộ trình là có thể đi ra khỏi ma khư, chạy ra đường sống. Hà Tử Xuyên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, tâm cảnh thanh tĩnh trở lại nói, chỉ cần chạy ra khỏi ma khư liền coi như là an toàn rồi. Báo lên cho cao tầng kiếm môn biết, hẳn là vẫn tới cứu kịp những sư huynh sư đệ bị mắc kẹt tại chỗ này. Đông đảo đệ tử thượng viện rối rít gật đầu. Đột nhiên một âm thanh khác thường tràn đầy ma lực truyền rõ ràng vào trong tai của bọn hắn. Âm thanh cười duyên nói, các ngươi lại có thể trốn tới đây sao? Vận khí thật là tốt đến ngoài ý muốn à. Bất quá các ngươi một người cũng đi không được đâu, lại như thế nào cứu được người đây? Mọi người sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lối vào của ma khư có một nữ tử đang đứng ở nơi đó. Nó là cô gái, nhưng đầu lại không phải của nhân loại, mà là dài ra một cái đầu voi. Vòi voi thật dài, vung qua vung lại, còn có hai khỏa ngà răng thật dài. Đây chính là thiên tượng ma tộc. Thiên tượng ma tộc là ma tộc cấp cao nhất trong ma khư kiếm môn. Năng lực sinh sản của chủng tộc này tương đối yếu, số lượng lại ít, thế nhưng cũng là mạnh mẽ vô cùng. Thiên tượng ma tộc bình thường thực lực cũng sẽ không yếu hơn so với dị ma biến dị. Mà ở dưới chân của cô gái thiên tượng ma tộc kia nằm hơn 10 cỗ thi thể, hẳn là đệ tử thượng viện trốn ra ma tộc bị tiêu trừ. Thiên tân vạn khổ trốn tới, thế nhưng lại là ở trước tòa kiếm môn này bị chết trong tay của thiên tượng ma tộc nữ tử này. Luyện khí sĩ ma tộc sao? Đình Lam Nguyệt thấp giọng nói. Sao? Luyện khí sĩ ư? Tất cả mọi người giật mình trong lòng, ma tộc vậy mà lưu lại một vị luyện khí sĩ trấn thủ nơi đây, hơn nữa còn là thiên tượng ma tộc mạnh mẽ nhất của ma khư. Trong âm thanh của Đình Lam Nguyệt cũng có chút tuyệt vọng. Ở đây có luyện khí sĩ trấn thủ, chúng ta căn bản không thể nào sống rời khỏi được. Ồ, tầm mắt của nhân tộc tiểu nha đầu cũng có chút lợi hại à, lại có thể nhìn ra ta đã trở thành luyện khí sĩ rồi sao? Trong đôi mắt nhỏ của thiên tượng ma tộc nữ tử kia lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, hiện tại các ngươi có thể xuất thủ, ta đối với ăn thịt người không có bao nhiêu hứng thú cả, thế nhưng là đối với giết người rất có hứng thú. Đình Lam Nguyệt cắn răng thấp giọng nói, chư vị sư đệ, hôm nay chỉ có liều chết đánh cược, có thể chạy ra một người chính là một người. Mọi người trầm mặc. Trung Nhạc cũng tháo xuống huyền thiết liêm đao, yên lặng chà lau. Luyện khí sĩ cảm ngộ đến linh hồn nhất thể, linh hồn còn gọi là nguyên thần, mạnh mẽ vô cùng. Chênh lệch giữa bọn họ và luyện khí sĩ không cách nào tưởng tượng. Phần thắng lần này sợ rằng ngay cả sợi tóc cũng không có. Cho dù là liều chết đánh cược một lần, sợ rằng mọi người cũng đều phải chết ở chỗ này, không người nào có thể chạy trốn. Nhạc tiểu tứ, lần này vô luận như thế nào ta cũng muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lần. Trong đầu Trung Nhạc đột nhiên chuyển đến âm thanh của Tiểu Đồng Tân Hòa, nếu ngươi chết rồi, ta liền chỉ có thể yên lặng ngủ say lần nữa, chờ đợi tới vị phục hy thần tộc tiếp theo phát hiện được ta. Chỉ là ta đã trải qua 5 tháng khá dài, đã sắp dập tắt rồi, không có cách nào chờ đợi thêm được nữa đâu. Mặc dù bại lộ, ta cũng muốn xuất thủ. Trung Nhạc cả kinh trong lòng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe âm thanh khanh khách xèo xèo truyền đến. Kiếm môn thế nhưng lại đang chậm rãi mở ra. Tình hình này để cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ngờ được rằng cho dù là thiên tượng ma tộc nữ tử kia cũng không khỏi ngây ngốc, không có kịp phản ứng. Chỉ nghe ngoài kiếm môn truyền tới âm thanh của một vị trưởng lão kiếm môn, ma khư đã mở, các người vào đi thôi. Đa tạ trưởng lão. Kiếm môn mở ra, từng vị đệ tử thượng viện nối đi nhau mà vào, vừa nói vừa cười, hẳn là môn hạ đệ tử của một vị luyện khí sĩ trong thượng viện,
tiến vào Ma Khư kiếm môn lịch lãm. Những đệ tử thượng viện này mới vừa tiến vào bên trong Ma Khư, ngẩng đầu liền thấy Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt. Nhưng ngay sau đó lại thấy một thiên tượng ma tộc nữ tử đứng vững vàng ở trước kiếm môn, không khỏi ngẩn người. Chư vị sư huynh, mau mau lùi lại. Đình Lam Nguyệt lạnh lùng nói, nhanh lên báo cho trưởng lão, ma tộc đem các đệ tử thượng viện chúng ta bắt lại, chuẩn bị huyết tế, làm sống lại thiên tượng lão mẫu rồi. Nàng còn không kịp nói xong một câu, vòi voi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia chợt bành trướng, trong khoảnh khắc đã trở nên to lớn vô số lần, chu vi lớn bằng 10 trượng. Nàng dùng sức khẽ hấp thu, chỉ thấy trên 100 vị thượng viện đệ tử đi vào Ma Khư lần này thân bất do kỷ bay lên, hơn 10 người trong số đó liền pang pang rơi vào trong mũi voi. Ta thật chán ghét ăn thịt sống mà. Cô gái thiên tượng ma tộc kia dùng sức nhai, khóe miệng chảy ra máu tươi, đem hơn 10 người kia nuốt vào, mà còn giữ lại hơn 90 vị đệ tử thượng viện bị hút đến giữa không trung, bị cô gái thiên tượng ma tộc kia vung vòi voi giống như cự mãng dài đến hơn 10 trượng nghiền nát mà qua. Hơn 90 người bị nghiền nát ở giữa không trung, thế nhưng không có người nào chạy trốn. Nghiệt xúc mà. Kiếm môn chưa đóng cửa, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Sau một khắc, một vị bạch y lão giả đứng ở trước kiếm môn, vừa sợ vừa giận nhìn thiên tượng ma tộc nữ tử kia, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, thất thanh nói, thiên tượng ma tộc luyện khí sĩ sao? Trời đất ở trong Ma Khư không có linh, làm sao có thể đản sinh ra luyện khí sĩ được? Không tốt rồi, không tốt rồi. Vị bạch phát lão giả kia chính là một trong hai vị trưởng lão chịu trách nhiệm trông chừng Ma Khư kiếm môn, lập tức tỉnh ngộ lại, lớn tiếng quát lên, mau mau gõ vang chuông báo động, ma tộc trong Ma Khư tế tự trời đất, để cho mảnh trời đất này ra đời ma linh. Bên ngoài Ma Khư, một vị trưởng lão khác nghe vậy lập tức động thủ. Chỉ nghe tiếng chuông mơ hồ truyền đến, thanh âm du dương trầm thấp, nhân tộc lão quý, người cũng cơ trí đấy. Nữ tử thiên tượng ma tộc kia cười khúc khích, vòi voi vung ra xoắn về phía vị trưởng lão kia cười nói, bất quá đã chậm rồi, linh của thiên tượng lão mẫu cũng đã sắp thức tỉnh, kiếm môn của các ngươi mặc dù có biết cũng vô sự vô bổ thôi. Sao, thiên tượng lão mẫu sao? Bạch y trưởng lão kia sắc mặt kịch biến, đột nhiên lại là một đạo bạch quang hiện lên. Một vị trưởng lão khác cũng xông vào bên trong Ma Khư, cùng với hắn liên thủ vây công nữ tử thiên tượng ma tộc. Ba vị luyện khí sĩ đại chiến ở trong tòa kiếm môn này, các loại thần thông kinh thiên động địa. Nữ tử thiên tượng ma tộc kia trực tiếp nhân linh hợp nhất, hiện ra 8 cánh tay, 4 tay, đầu voi thân người, dị tượng, thân cao trăm trượng, đánh cho thiên băng địa liệt. Mà hai vị trưởng lão kiếm môn kia cũng riêng phần mình nhân linh hợp nhất, một người là thần nhân cánh chim, còn lại một người là thần nhân chân đạp huyền quy, người được đại xà quấn quanh. Thần thông xuất hiện nhiều lần, uy năng thần thông của ba vị luyện khí sĩ bộc phát, ép đám người Trung Nhạc đang ở ngoài xa vài dặm không ngừng lùi về phía sau, căn bản không cách nào đến gần tòa kiếm môn này được, tự nhiên không cách nào mà rời đi Ma Khư được. Trưởng lão kiếm môn sao? Đột nhiên ma khí cuồn cuộn phun ra mà đến, từng đạo ma khí giống như xúc tua đen nhánh xoẹt xoẹt bắn nhanh. Một vị trưởng lão ứng phó không kịp, bị một đạo ma khí trong đó bắn trúng, chợt cảm thấy một thân tinh huyết không ngừng trôi đi, không khỏi trong lòng kinh hãi. Một thân huyết nhục tựa hồ cũng muốn hòa tan ở bên trong ma khí đen nhánh này. Chỉ thấy nơi xa cuồn cuộn ma khí hóa thành ma vân, một người đứng ở phía trên ma vân, người mặc hắc bào, thấy không rõ diện mục, hắn cười nói, trưởng lão kiếm môn khí huyết thuần hậu, không hổ là gia súc tu luyện mấy chục năm, chính là vật phẩm tốt nhất dùng để tế tự. Một mảnh xúc tu dài hẹp tung bay, đoàn đoàn bay múa chung quanh một vị trưởng lão kiếm môn khác, toàn lực đâm liên tục. Chỉ trong chốc lát, vị trưởng lão kiếm môn kia kêu rên lên một tiếng, bộ ngực bị một đạo ma khí xúc tua cắm vào, một thân tinh huyết cũng là điên cuồng trôi đi. Ngươi là người phương nào? Hai vị trưởng lão kiếm môn vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát lên, việc này liền không phải là các ngươi có thể biết được. Luyện khí sĩ hắc bào kia ha ha cười một tiếng, chỉ thấy trong thời gian ngắn, hai vị trưởng lão kiếm môn khô quắt xuống, linh hồn cũng bị hút khô, biến thành hai bộ xương.
nhận được máu huyết hai vị trưởng lão kiếm môn này đã đủ để có thể thức tỉnh lại linh của thiên tượng lão mẫu rồi. Luyện khí sĩ hắc bào kia cười lớn, lắc mình bay đi, biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ nghe âm thanh từ xa xa truyền đến: các con nghe lệnh, đem người sống trên thiết đàn hết thảy huyết tế cho ta. Cách kiếm môn 7 dặm, đám người Trung Nhạc, Hà Thừa Xuyên, Đình Lam Nguyệt thất hồn lạc phách. Hà Thừa Xuyên lẩm bẩm nói: Hai vị trưởng lão đã chết rồi sao? Nhân tộc tiểu quý lại trốn ở chỗ này sao? Đột nhiên bóng ma khổng lồ đưa bọn họ bao phủ lại. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên tượng ma tộc nữ tử kia hóa thân thành ma thần đầu voi, có 4 đầu 8 cánh tay, đứng ở trước mặt bọn họ. 4 đầu của thiên tượng ma tộc nữ tử đồng thời mở miệng, thanh âm cuồn cuộn như sấm nói: lần này ma tộc ma khư chúng ta bắt chút tiểu quỷ như bọn ngươi cũng là thứ yếu thôi, mục đích chủ yếu vẫn là hai vị trưởng lão kiếm môn này. Có máu tươi của bọn chúng mới có thể làm cho linh của thiên tượng lão mẫu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh được. Sao? Ma tộc ma khư làm sao có thể biết hai vị trưởng lão này bảo vệ bên ngoài được đây? Chẳng lẽ... Sắc mặt của Trung Nhạc biến hóa, ngẩng đầu lên nói: chẳng lẽ có người nói cho các ngươi biết chuyện tình hai vị trưởng lão hay sao? Bên trong kiếm môn của chúng ta có gian tế ma tộc các ngươi hay sao? Ồ, nhân tộc não dưa cũng có chút linh quang. Thiên tượng ma tộc nữ tử kia lộ ra vẻ tán thán, vung lên vòi voi cười nói: đáng tiếc các ngươi đều phải chết cả. Sắc mặt của Trung Nhạc ảm nhiên, nghĩ thầm: Tân Hỏa đoán chừng muốn mượn thân thể của ta đích thân xuất thủ rồi. Vòi voi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia còn chưa rơi xuống, mi tâm đột nhiên hé ra một đạo huyết tuyến. Tiếp theo, một đạo kiếm quang giống như kinh hồng từ trong đầu của nàng bắn nhanh ra. Pang một tiếng, kiếm quang huy hoàng dài đến mấy dặm. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang vừa thu lại, mắt voi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia trừng tròn xoe, thi thể ngã xuống, phát ra một tiếng ầm vang, chấn đến đại địa không ngừng run rẩy. Một vị bạch y luyện khí sĩ lăng không mà đến, từ từ cất bước đi tới, nhìn về phía chỗ sâu nhất trong ma khư. Chỉ thấy trên tế đàn ma tộc nơi đó bắt đầu có huyết vụ không ngừng khởi động, tựa hồ trong huyết vụ có thần ma ở trong đó, thân thể khổng lồ như ẩn như hiện. Những ma tộc ma khư kia rõ ràng đem gần ngàn đệ tử thượng viện của kiếm môn hết thảy làm thành gia súc tế tự cho thiên tượng lão mẫu. Phụ sơn, phụ ta kiếm tìm. Vị bạch y luyện khí sĩ kia lạnh nhạt nói. Tiếp theo chuyển đến tiếng nổ rầm rập. Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt, tất cả đệ tử thượng viện theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đầu lão quy như một dãy núi khổng lồ chậm rãi di chuyển bước chân từ bên cạnh bọn họ đi qua. Những nơi nó đi qua, đại địa nứt ra, dãy núi phập phồng. Đầu lão quy kia trên lưng vác một đạo kiếm quang đẹp mắt vô cùng. Sao? Thiên tượng lão mẫu của vạn năm trước sao? Bàn tay của bạch y luyện khí sĩ mở ra, chỉ thấy đạo kiếm quang đẹp mắt kia bay lên trời, rơi vào trong tay của hắn. Đầu lão quy vô cùng khổng lồ kia như chút được gánh nặng, hành động nhất thời nhanh hơn không ít. Kiếm môn Phương Kiếm Các mời thiên tượng lão mẫu chỉ giáo cho. Sao? Kiếm môn Phương Kiếm Các sao? Trung Nhạc động dung hướng vị bạch y luyện khí sĩ kia liếc mắt nhìn thật sâu, chỉ thấy vị bạch y luyện khí sĩ kia đi bộ trên không lại như dẫm trên đất bằng, đi theo phía sau đầu lão quy lớn như dãy núi kia. Nó di động làm cho đất rung núi chuyển. Tốc độ của lão quy này so với lúc trước nhanh hơn không ít, hẳn là cái lưỡi kiếm quang mà nó vừa nãy cõng trên lưng quá nặng, ép tới hành động gian nan. Mà bây giờ nó mở ra mấy cái chân vô cùng trắng kiện, một bước mở ra liền di động chừng 100 trượng, so với tốc độ Trung Nhạc chạy vội còn nhanh hơn rất nhiều, tựa như là một ngọn núi lớn đang hoạt động vậy. Có thể nghĩ cái lưỡi kiếm quang kia của Phương Kiếm Các đến cùng là nặng bao nhiêu. Không qua bao lâu, đầu lão quy kia đã đi vào trong dãy núi của ma khư. Mai rùa cao ngất giống như là dãy núi đang di động. Mà ở chỗ sâu trong ma khư, bốn phía tế đàn có vô số ma tộc ngao ngao gào rú, giống như là con kiến chen chúc đánh về phía đầu lão quy kia, thanh thế kinh thiên động địa. Thiên tượng ma tộc, ưng ma tộc, hỏa ma tộc, chu ma tộc, xà ma tộc, dị ma tộc,
chủng tộc trong Ma Khư dùng 10 vạn, 100 vạn mà tính, trang diện làm cho người ta phải sợ hãi. Trong những ma tộc này cũng có không ít là ma tộc biến dị, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, bổ nhào vào trên người đầu lão quy kia. Chỉ thấy ma tộc đông nghịt một mảnh, giống như là những đàn kiến, dọc theo chân lão quy trèo lên trên, cầm trong tay các loại binh khí, bong bong long cong, giống như mưa, hướng về đầu lão quy kia chém xuống. Gào! Lão quy há miệng giống lớn, tiếng gầm thậm chí đem không khí ép tới, sinh ra gợn sóng. Bốn phía dãy núi đều bị tiếng gầm hữu hình trùng kích đến chấn động ầm ầm. Phù thạch trên núi lại bị tiếng gầm chấn đến bay lên, bắn về bốn phương tám hướng. Mà hàng hà sa số ma tộc trên lưng lão quy này, nguyên một đám bị chấn đến phi tại giữa không trung, ngũ tạng lục phủ đều vỡ, óc đều bị sóng âm chấn đến nổ tung. Ma tộc trong phạm vi 8-9 dặm quanh thân lão quy như là gặp được thiên địch, bị nổ tung vô cùng mãnh liệt. Tiếng gầm phần phật làm tung bay vô số ma tộc, đồ sộ vô cùng. Mặc dù là đám người Trung Nhạc đang ở phụ cận lối ra của Ma Khư cũng cảm giác được tiếng gầm kinh người kia truyền đến, ép tới lồng ngực bọn hắn nặng nề buồn bực đến gần như muốn thổ huyết. Có thể nghĩ những ma tộc ở gần lão quy kia phải thừa nhận áp lực của tiếng gầm mạnh mẽ đến cỡ nào. Đột nhiên trong bảy ma tộc có từng cái bóng người bay lên, rõ ràng là luyện khí sĩ của ma tộc giấu ở trong đó. Vừa mới bay đến giữa không trung, từng người liền tế ra linh của chính mình đánh về hướng đầu lão quy kia. Lập tức không trung xuất hiện vô số chủng dị tượng, có cái bốn đầu tám tay là tượng thủ thần, có cái đầu ưng thân người bốn cánh là điều thủ ma thần, toàn thân xích hỏa hừng hực là độc nhãn ma thần, chân đạp mạng nhện là chu ma thần, chủng loại phồn đa cũng là linh của những luyện khí sĩ ma tộc này tu luyện ra. Bọn hắn còn chưa tu luyện tới trình độ linh hồn nhất thể, lại càng chưa từng tu thành nhân linh nhất thể. Dù là vậy, thế nhưng thời điểm từng người đem thế ra cũng là khủng bố đến cực điểm, làm rung chuyển dãy núi. Thừa dịp đầu lão quy kia bão nổi chi tế, trước tiên đem hắn diệt trừ, chém dụng một nhân tố, một cánh tay đắc lực của Phương Kiếm Các. Mà ở giữa không trung, Phương Kiếm Các không chớp mắt nhìn chăm chú huyết ở trên không trung tế đàn. Ma thần trong huyết vụ lộ ra càng ngày càng rõ ràng, mà huyết vụ thì càng lúc càng mờ nhạt. Long cong long cong, tay trái của Phương Kiếm Các rút kiếm, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy lưỡi kiếm quang trong vỏ kiếm lộ ra thân kiếm dài hơn một tấc, tràn ngập kim quang. Kiếm quang nhẹ nhàng chấn động, phát ra tiếng kim minh thanh thúy, chỉ thấy từng đạo kiếm khí bay lên không, hoa mỹ rực rỡ, tựa như khổng tức xòe đuôi vậy. Những luyện khí sĩ ma tộc kia vừa mới tế ra linh của mình, còn chưa kịp đánh về phía đầu lão quy kia thì từng đạo kiếm khí rơi xuống. Giữa không trung, đầu voi, đầu chim ưng, đầu độc nhãn ma thần, chu ma thần, các loại đầu lâu rơi xuống giống như mưa vậy. Phương Kiếm Các thu hồi ngón cái, kiếm quang dài hơn một tấc trở về trong vỏ kiếm. Đầy trời kiếm khí lập tức biến mất, không thấy đâu nữa, chỉ còn lại vô số cỗ thi thể từ giữa không trung trụi lạc. Những luyện khí sĩ giấu ở bên trong ngàn vạn ma tộc vậy mà hết thảy bị chém, bị chết không còn một mảnh. Sao kiếm khí bậc này? Trung Nhạc xem mà hoa mắt thần diêu, lẩm bẩm nói: tương lai ta cũng muốn trở thành luyện khí sĩ như vậy. Bên trong thức hải, Tiểu Đồng Tân Hỏa hừ nhẹ một tiếng nói: tên Phương Kiếm Các này quả thật có điểm bổn sự nho nhỏ, cũng không phải dễ nhũ bình thường. Nếu như ngươi tiếp tục tu luyện, quan tưởng pháp môn của ta truyền thụ cho ngươi, muốn trở thành luyện khí sĩ giống như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nếu là ngươi trở thành truyền nhân của Tân Hỏa, siêu việt hơn hắn ở trong tầm tay thôi. Chỉ tiếc là huyết mạch phục khí của ngươi quá thấp à. Có thể trở thành luyện khí sĩ như là Phương Kiếm Các vậy, ta đã rất thỏa mãn rồi. Trung Nhạc cười nói. Tân Hỏa lắc đầu như là ngọn lửa nhỏ bị gió thổi nhẹ nói: có như vậy mà ngươi liền thỏa mãn rồi sao? Ngươi thật sự là quá coi thường quan tưởng đồ của ta truyền thụ cho ngươi rồi. Trung sư đệ, ngươi còn lo lắng cái gì vậy? Lúc này, bọn người Đình Lam Nguyệt nhanh chóng chạy về phía lối xa của Ma Khư, quay đầu lại chứng kiến Trung Nhạc như cũ nhìn chiến đấu ở sâu trong Ma Khư, liên tục dậm chân nói: luyện khí sĩ tranh chấp với nhau, hơi không chú ý lan tới gần ở đây thì ta và ngươi đều chết cả, không có chỗ chôn đâu, còn không mau đi đi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt,
đang muốn đuổi kịp mọi người ly khai khỏi Ma Khư, đột nhiên chứng kiến thi thể khổng lồ của thiên tượng ma tộc nữ tử kia, trong nội tâm khẽ động, liền quan tưởng giao long. Một tiếng long ngâm truyền đến thì giao long đồ đằng xuất hiện, mở ra miệng rộng cắn mắt cá chân của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc này, ra sức mà kéo động. Bọn người Đỉnh Lam Nguyệt thấy một màn như vậy đều là im lặng. Đỉnh sư tỷ, Hà sư huynh, thi thể của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc này giá trị có cao hay không? Trung Nhạc hỏi. Hà Thừa Xuyên giờ khóc giờ cười nói: Trung sư đệ, ngươi không muốn sống nữa sao? Tuy nhiên thi thể của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc giá trị xa xỉ, nhưng ở đâu lại trọng yếu bằng tính mạng của mình đây? Nếu là công kích dư âm của luyện khí sĩ chuyển đến nơi đây, chúng ta liền đều phải chết cả. Thi thể con thiên tượng ma tộc này rất nặng, đơn giản là mang theo không nổi đâu. Hắn không có nói tiếp xuống dưới, bởi vì Trung Nhạc quan tưởng ra giao long đồ đằng đã há miệng cắn lấy mắt cá chân của thiên tượng ma tộc, bắt đầu kéo đi với tốc độ cũng không chậm. Trong nội tâm của Hà Tử Xuyên hoảng sợ, thi thể thiên tượng ma tộc biến dị, xương cốt chính là huyền kim thuần túy, so với huyền thiết còn nặng hơn rất nhiều. Xương cốt của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc sức nặng chỉ sợ muốn vượt qua ngàn cân rồi. Hơn nữa một thân huyết nhục của nàng với cái sức nặng này, Trung sư đệ, quan tưởng ra giao long vậy mà có thể kéo động được nàng, tinh thần lực của hắn đến cùng cứng cỏi đến cỡ nào đây? Chúng ta lịch lãm rèn luyện lần này đã vào sinh ra tử, sao lại có thể về tay không được? Trung Nhạc cười nói. Thi thể luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc này sau khi chuyển rời khỏi đây sẽ bán sạch chia đều cho mọi người, chỉ tiếc những sư huynh sư tỷ khác kia. Bọn người Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên cũng trầm mặc, sắc mặt ảm đạm. Đệ tử môn hạ của Bồ Lão tiên sinh có hơn 100 người, lần lịch lãm rèn luyện này hơn 100 người đều tiến vào trong đó, nhưng chỉ có 10 mấy người bọn hắn còn sống trở về, những người khác đã bị ma tộc huyết tế chết ở trên tế đàn. Đình Lam Nguyệt hít vào một hơi thật dài, tinh thần lực tràn ra trợ giúp cho hắn, một tay kéo động thi thể luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc hướng lối ra đi tới, thấp giọng nói: Việc này chỉ có thể trách ma tộc Ma Khư âm hiểm, mà cao tầng kiếm môn giám sát có sơ sót, lúc này mới gây thành đại họa. Đệ tử thượng viện chết ở bên trong Ma Khư cộng lại hết cả chỉ sợ có trên ngàn người rồi, còn có 2 vị trưởng lão kiếm môn cũng chết ở trong đó. Hà Thừa Xuyên liên tục lắc đầu nói: Trung sư đệ nói không sai, bên trong cao tầng của kiếm môn chúng ta chỉ sợ có người cùng ma tộc cấu kết với nhau, làm nội gian cho ma tộc Ma Khư, lúc này mới ủ ra đại họa như vậy. Hơn 1000 vị đệ tử thượng viện cứ như vậy mà chết đi. Đình Lam Nguyệt nghiêm mặt nói: Chư vị sư đệ, sau khi ly khai khỏi Ma Khư, chúng ta liền không được đàm luận đến việc nội gian trong cao tầng, nếu không sẽ dễ dàng trêu chọc đến họa sát thân, đã minh bạch chưa? Bên trong cao tầng kiếm môn tự nhiên sẽ có người biết chuyện, loại chuyện này vẫn là do chính bọn hắn xử lý thì hơn. Mọi người trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu. Bên trong cao tầng của kiếm môn có nội gian, mà bọn người Trung Nhạc chỉ là đệ tử thượng viện nho nhỏ, tránh được kiếp nạn lần này đã xem như là may mắn. Nếu như trắng trợn nói ra sự tình nội gian, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Trung Nhạc sắp đi ra khỏi Ma Khư, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước tế đàn ma khí cuồn cuộn, tựa như là khí lưu phiêu hốt qua lại, không ngừng mà phiêu đãng. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có một hắc bảo nhân đang đứng ở trong ma khí, mà sau lưng của hắn, hình tượng của thiên tượng lão mẫu trong huyết vụ càng ngày càng ngưng thực. Chỉ thấy một ma thần chi linh đỉnh thiên lập địa đứng ở trong huyết vụ. Thiên tượng lão mẫu mọc ra từng khỏa đầu lâu, có đầu voi, đầu rắn, đầu lâu một mắt, đầu chim mưng, tổng cộng là 8 khỏa đầu lâu. Mà phía dưới thì là thân hình của Chi Chu, từng con mắt nửa khép nửa mở, giống như trợn lại như bế, chưa hoàn toàn tỉnh lại. Mà máu thịt của hơn 1000 vị đệ tử thượng viện cùng máu huyết 2 vị trưởng lão kiếm môn thì bị cái vị ma thần chi linh này ngưng tụ, loáng thoáng muốn hóa thành nhục thể của nàng. Ở chung quanh tế đàn còn có dùng 100 vạn mà tính ma tộc cấp thấp đang không ngừng hướng vị ma thần chi linh sắp thức tỉnh này dập đầu cúng bái, kiệt lực thức tỉnh lại thiên tượng lão mẫu. Ha ha, Phương Kiếm Các, thực lực của ngươi lại có tiến triển rồi. Không hổ là một trong tứ đại cường giả trẻ tuổi của kiếm môn, nhân vật nổi tiếng thứ hai, tiên thiên kiếm linh. Hắc bảo nhân bên trong khói đen kia nhanh chóng lẩn trốn, cười nói:
Ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức một mình ngươi liền có thể chém linh của thiên tượng lão mẫu hay sao? Ngươi không phải ma tộc sao? Phương kiếm khác dừng bước lại, nghiêng đầu nói: Ngươi là người trong kiếm môn của ta, một thân ma khí cùng áo đen chỉ là để che giấu thân phận của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn từ từ rút ra cái khẩu bảo kiếm kia, chỉ thấy từng đạo kim quang xoay tròn quay chung quanh thân kiếm, âm thanh chấn động như là lôi âm cuồn cuộn. Sắc mặt của phương kiếm khắc lạnh nhạt, cất bước đi thẳng về phía trước. Người nghĩ không nói sẽ không có gì hay sao? Bất quá không có sao, chỉ cần giao thủ với ta thì ngươi liền không thể không sử dụng ra tuyệt kỹ của bản thân sở trường nhất được. Sau đó ta liền có thể biết rõ ngươi là ai rồi. Tên hắc bảo nhân kia cười ha ha, đột nhiên thân hình sụp đổ, hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán, không thấy đâu nữa. Muốn lưu lại ta, có thể không dễ dàng như vậy. Phương kiếm các, thiên tượng lão mẫu đã thức tỉnh, hy vọng ngươi có thể còn sống sót được. Trên tế đàn, tôn ma thần chi linh cực lớn kia từ từ mở ra từng con mắt, ánh mắt rơi vào trên người của phương kiếm các. Gia súc, gia súc. Tôn ma thần chi linh kia mở miệng nói: Sao, gia súc sao? Đột nhiên trong mắt của phương kiếm khác tuôn ra sát cơ đậm đặc vô cùng, kiếm quang kinh diễm trong chốc lát phủ kín thiên địa, ánh vàng rực rỡ, kiếm khí hoành quán trường không đến kinh thiên động địa, từ trong cơ thể thiên tượng lão mẫu một đường xuyên qua. Người chạy thoát được sao? Linh của thiên tượng lão mẫu ầm ầm sụp đổ, máu tươi giống như thác ầm ầm rơi xuống. Phương kiếm khác thu kiếm vào vỏ, nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy phía dưới ma tộc chết tổn thương vô số kể, mà linh của thiên tượng lão mẫu kia lại không cánh mà bay. Phụ sơn, vác kiếm của ta lên, chúng ta trở về thôi. Phương kiếm khác đem kiếm quang vứt lên, kiếm quang rơi vào trên lưng của lão quy kia. Đầu lão quy hừ một tiếng, di động bước chân hướng lối xa mà đi, ngẩng đầu lên nói: Kiếm khác, chỉ sợ thiên tượng lão mẫu đã sống lại rồi. Chỉ là một cái linh hồn mà thôi, nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió đâu. Tìm kiếm linh của thiên tượng lão mẫu, sự tình cực khổ như vậy, vẫn là giao cho mấy lão già lọm khọm trong kiếm môn đi làm đi. Phương kiếm khác lạnh nhạt nói: Để cho ta có hứng thú chính là tên nội gian kia. Hắn thức tỉnh lại thiên tượng lão mẫu, cuối cùng là muốn làm cái gì đây? Lại nói, ma tộc trong ma khư kiếm môn bạo động, đem hơn ngàn vị đệ tử thượng viện làm thành gia súc huyết tế, thức tỉnh lại linh của thiên tượng lão mẫu. Không ít đệ tử môn hạ của luyện khí sĩ toàn bộ bỏ mạng, có thể nói bị diệt môn. Chuyện này ở trong kiếm môn khiến cho oanh động là có thể nghĩ. Cao tầng của kiếm môn rất tức giận, có thể nói là từ kiếm môn thành lập tới bây giờ chưa bao giờ bị nhục nhã đến như vậy. Mà trong số những đệ tử thượng viện chết đi, có không ít là đến từ thập đại thị tộc đại hoang, thậm chí còn có nhi nữ của tộc trưởng. Từng vị trưởng lão từ trong cung khuyết, cung loan ở trên cao kiếm môn cũng đi ra, tiến vào bên trong ma khư tìm kiếm luyện khí sĩ ma tộc, tìm kiếm linh của thiên tượng lão mẫu. Chuyện này huyên náo đến sôi sùng sục, thế nhưng là mơ hồ có tin tức truyền đến nói trong kiếm môn có phản đồ, có người cấu kết với ma tộc ma khư mưu đồ bất chính. Qua hơn 10 ngày tình hình mới bình tĩnh trở lại. Trưởng lão kiếm môn đem ma khư phong ấn, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Bồ lão trước tiên chạy tới, nhìn thấy đám người Đỉnh Lam Nguyệt thì vừa hỉ lại vừa bi. Bọn họ có trên dưới 100 vị đệ tử môn sinh, hôm nay chỉ còn lại có mười mấy người, không thể nói là không thảm trọng. Đám người Đỉnh Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên tiến lên khom người nói: Bồ lão, lần này nhờ có Trung sư đệ, chúng ta mới có thể chạy ra khỏi ma khư kia được. Mấy người nhanh mồm nhanh miệng đem bọn họ trải qua ở trong ma khư đại khái kể lại một lần. Bồ lão động dung trên dưới đánh giá Trung Nhạc một lần, chậm rãi gật đầu nói: Trung Sơn Thị, Trung Nhạc sao? Cũng là người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, người cứu đệ tử môn hạ của ta, hơn nữa tư chất cũng hơn người, nhận được chân truyền bôn lôi kiếm quyết của ta, ta nghĩ thu ngươi vì môn nhân. Đỉnh Lam Nguyệt liên tục hướng Trung Nhạc nháy mắt, ý bảo hắn đáp ứng. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói: Xin đa tạ bồ lão, chẳng qua nếu là bồ lão đem ta
liệt vào môn tường, chỉ sợ sẽ đưa tới Điển Phong thị không vui. Nếu là bổ lão không chê, ta nghĩ Thường Xuyên đi trước nghe sáng. Chỉ cần ta không phải là đệ tử của bổ lão, nghĩ đến bổ lão cũng sẽ không cùng Điển Phong thị trở mặt với nhau. Hắn nguyên bản ước gì có thể bái nhập vào môn hạ của một vị luyện khí sĩ, mà bây giờ thì lại không có mong đợi như vậy, thậm chí còn có chút hy vọng bản thân không có sư phụ. Tân hóa truyền thụ cho ta hỏa kỳ cung, tọa hoàng quan tưởng đồ quá mạnh, tốc độ tu luyện quá nhanh. Lúc này mới có mấy ngày, ta liền liên tục vượt qua cảnh giới xuất khiếu rồi tế hồn. Nếu là bái nhập và làm môn hạ của một vị luyện khí sĩ, chỉ sợ môn công pháp này nhất định sẽ bị bại lộ. Trong lòng của Trung Nhạc nghĩ thầm, nếu như công pháp bại lộ, kiếm môn truy ra căn nguyên thì sẽ phát hiện tân hóa mà nổi đóa lên thì cũng tốt thôi. Bổ lão mỉm cười nói, người cứu đệ tử của ta, ta tự nhiên muốn hồi báo ngươi. Ngươi còn thiếu hụt một khẩu hồn binh phải không? Hắn đánh giá Trung Nhạc, chỉ thấy sau lưng Trung Nhạc đeo hai cái xương cánh tay của dị ma biến dị, giống như liêm đao dài một trượng, mà thi thể của đầu luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc kia cũng ở cách đó không xa. Bổ lão nói, người sở trường về sức mạnh, tinh thần lực ở trong cùng thế hệ cũng có thể được xưng tụng là người nổi bật, có thể khống chế hai cái hồn binh. Ta liền dùng huyền kim hỗn hợp cùng huyền thiết, tựu vì ngươi chế tạo hai cái hắc kim hồn binh. 20 ngày sau, ngươi đến chuyển kinh khác tìm ta là có thể nhìn thấy hồn binh của ngươi. Đám người Đình Lam Nguyệt cùng Hà Tử Xuyên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bổ lão tiên sinh, luyện khí sĩ bậc này, nếu nghĩ luyện chế hồn binh cũng không tính gì là khó khăn. Nhiều nhất 2-3 ngày là có thể luyện chế được một khẩu hồn binh. Mà bổ lão để cho Trung Nhạc 20 ngày sau mới đi lấy hồn binh. Có thể thấy được hai cái hồn binh mà lần này hắn luyện chế khẳng định không phải đơn giản. Huyền thiết cùng huyền kim đã có thể luyện thành hồn binh thượng đẳng. Thêm vào đó, bổ lão chính tay tạo ra hai cái hồn binh này, ở trong thượng viện khẳng định rất hiếm thấy. Cho dù là đệ tử trọng yếu của các đại tộc cũng chưa chắc có thể có được loại bảo vật này. Trung Nhạc mừng rỡ trong lòng, liên tục cảm ơn, hướng Đình Lam Nguyệt cười nói, sư tỷ, nếu bổ lão dùng huyền kim trong cơ thể luyện khí sĩ ma tộc này luyện chế cho ta hai cái hồn binh, như vậy còn giữ lại huyền kim ta liền không cần. Sư tỷ cùng mấy vị sư huynh cứ việc chia đều. Đình Lam Nguyệt vội vàng nói, làm sao thế được, luyện khí sĩ ma tộc này là do sư đệ ngươi kéo về tới đây, theo lý mà nói là ngươi chiếm phần hơn, chung sư đệ làm sao có thể phân thêm lần nữa được đây. Thật không dám giấu, nếu là còn dư lại dấu huyền kim này, thông qua đại đình thị của ta bán đi mà nói, mỗi người chúng ta ít nhất cũng có thể phân đến 800 viên vũ linh đan rồi. Trung Nhạc sợ hết hồn, 800 viên vũ linh đan, kiếm môn mỗi tháng cho đệ tử thượng viện 10 viên vũ linh đan, 800 viên cần 6-7 năm thời gian. Đình Lam Nguyệt cười nói, sư đệ vẫn còn là động tâm mà, đợi đến sau khi ta đem huyền kim bán lấy tiền mặt của cái lại tới tìm ngươi vậy. Mọi người riêng phần mình tách ra, Trung Nhạc thì đi về phía viện lạc của mình, liên lạc cùng Tân Hỏa trong thức hải nói, Tân Hỏa, kiếm môn thành lập đến nay chỉ sợ có trên vạn năm, thiên tượng lão mẫu kia làm sao có thể sống đến bây giờ được đây. Người có điều không biết rồi, thần ma cùng với các ngươi bất đồng, vô luận nhân tộc hay là ma tộc đều chỉ có hồn không có linh. Linh cùng hồn thật ra là hai thứ bất đồng, chỉ có trở thành luyện khí sĩ mới có thể để cho linh hồn nhất thể. Tân Hỏa giải thích nói, tỉ như cái tên mà ngươi gọi là bổ lão kia, tiểu quỷ kia đã tu luyện tới linh hồn nhất thể, sơn thần chính là linh hồn của hắn ta. Hắn có thể đem linh hồn của mình luyện thành đồ đăng để cho tộc nhân tế tử. Tương lai tên tiểu quỷ này nếu là chết đi mà nói, hồn cùng linh của hắn kết hợp chặt chẽ với nhau, chỉ cần linh còn tại thì hồn cũng sẽ còn tại. Mà phương thức bảo tồn linh chính là tế tử. Hắn có thể bởi vì không có tộc nhân tế tử mà hồn phi phách tán, cũng vì vậy mà hồn phách bảo tồn xuống dưới hưởng dụng tế tử. Khi đó hắn chính là thần, là sơn thần. Nếu là tế tử đầy đủ mạnh, thậm chí có thể đắp nặn kim thân cho linh hồn của hắn, từ trong tử vong mà sống lại, thần thông quảng đại. Nhất thời Trung Nhạc tỉnh ngộ, tổ tiên của ma tộc Thiên Tượng Lão Mẫu chính là ma thần. Mặc dù Thiên Tượng Lão Mẫu đã chết đi,
nhưng là linh của nàng nhất định không có bị tiền bối kiếm môn chém giết, ẩn núp xuống dưới. Nếu là ma tộc ma khư một mực âm thầm tế luyện linh của nàng, thì hồn phách của thiên tượng lão mẫu còn có thể sống lại. Linh còn có tác dụng này sao? Luyện khí sĩ đem linh cùng hồn luyện thành một thể, nguyên lai là tính toán bảo toàn hồn phách của mình, sau khi chết đi không bị hồn phi phách tán. Trung Nhạc đối với linh nhận thức lại thâm sâu thêm một tầng, nói: không biết vị phương kiếm các kia có đem linh của thiên tượng lão mẫu chém giết được hay không đây? Không có đâu. Tân Hỏa thống thống khoái khoái nói: mới vừa rồi sau khi các ngươi từ ma khư rời đi không lâu, ta cảm ứng được một cỗ hơi thở tà ác cũng thừa dịp rời đi, hẳn là linh của thiên tượng lão mẫu rồi. Trung Nhạc sợ hết hồn thất thanh nói: sao, thiên tượng lão mẫu đã rời khỏi ma khư rồi sao? Mới vừa rồi rõ ràng là có vài trưởng lão tiến vào trong ma khư tìm kiếm, làm sao có thể để nàng rời đi được? Thì tự nhiên là bị một trong những trưởng lão kia mang ra ma khư rồi. Tân Hỏa thở ơ nói: ở bên ngoài ma khư không có ma tộc tế tử, linh của thiên tượng lão mẫu tồn tại không được bao lâu liền sẽ chết đi, trừ phi nàng có thể tìm được một bộ thân thể có thể làm cho linh hồn nàng ký sinh. Theo ta thấy, người nọ mang đi nàng chỉ sợ cũng đã sớm tìm được một bộ thân thể cho nàng ta rồi. Bây giờ thiên tượng lão mẫu khẳng định đã trở thành người trong kiếm môn, ai cũng nhận thức không ra nàng ta đâu. Sao, thiên tượng lão mẫu trở thành người của kiếm môn rồi sao? Trung Nhạc kiềm chế sự khiếp sợ trong lòng, lẩm bẩm nói: cái này thì hỏng bét rồi. Tân Hỏa à, người có thể cảm ứng được thiên tượng lão mẫu ký sinh ở trong cơ thể người nào hay không? Tân Hỏa cười nói: nàng hiện tại giấu ở trong thân thể người khác rồi, cảm ứng đã bị thân thể ngăn lại. Nếu là cùng người nó chạm mặt với nhau, bản thân ta có thể cảm ứng ra nàng được. Bất quá bây giờ ta cảm ứng không được. Thật là thú vị mà. Phản đồ trong kiếm môn dùng khí lực lớn như vậy, đem thiên tượng lão mẫu từ trong ma khư mà cứu ra, nhất định có mưu đồ. Hề, có việc vui để nhìn rồi đấy. Mà cũng trong lúc này, trong một tòa đại điện trên sườn núi có hình dạng như linh chi của kiếm môn, một vị thiếu nữ 13-14 tuổi đang tò mò đánh giá thân thể của mình, nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên cười nhạo nói: thật không nghĩ tới ta lại có thể trốn vào trong cơ thể của gia súc như này, thật là châm chọc mà, người nói có đúng hay không? Một bóng người đứng ở trong chỗ tối tăm nghe vậy cười nói: thiên tượng lão mẫu, nhân tộc là gia súc thần tộc của ta nuôi, nhưng là ngươi lại bị gia súc chấn áp nhiều năm như vậy, đây mới thật sự là sự châm chọc. Nếu là không có ta làm phép cho hậu duệ của ngươi, để cho bọn họ tu hành thành luyện khí sĩ, ngươi muốn thoát khốn còn không biết cần bao lâu đấy. Thiên tượng lão mẫu cười khanh khách nói: ta cũng không nghĩ tới, ta đây đường đường là ma thần của ma tộc, lại bị đại địch của ma tộc ta, một cái tộc nhân thần tộc cứu đi. Ngươi thiên tân vạn khổ, trăm phương ngàn kế cứu ta thoát khốn như vậy, rút cuộc ngươi muốn làm cái gì đấy? Trong âm mưu, cái tiếng người kia âm thầm truyền đến: ta nghĩ muốn đồ vật ở dưới đất kiếm môn sơn. Sắc mặt của thiên tượng lão mẫu kịch biến, dung nhan xinh đẹp âm tình bất định nói: đồ vật dưới đất sao? Ngươi là người phương nào, làm sao biết được? Nếu ta là thần tộc, dĩ nhiên biết một ít bí mật rồi. Ngươi nếu như đã biết, có biết nếu là đồ vật dưới đất kia xuất thế sẽ kinh khủng cỡ nào không? Ta dĩ nhiên cũng biết được. Người ở trong âm mưu kia thản nhiên nói: ta có 10 phần nắm chắc có thể khống chế được vật kia. Thiên tượng lão mẫu, ta cứu người thoát khốn chỉ là vì để cho người hỗ trợ. Cho dù không có người hỗ trợ, kiếm môn này sớm muộn gì cũng là của ta, đồ vật dưới kiếm môn sớm muộn cũng là của ta. Thiên tượng lão mẫu hừ lạnh một tiếng, một lúc lâu sau mới nói: ta bây giờ còn chưa khôi phục lại thực lực, như thế nào có thể giúp ngươi đây? Ta có thể đợi ngươi khôi phục lại thực lực. Thiên tượng lão mẫu, cỗ thân thể này của ngươi là thân thể một vị đệ tử ngoại môn kiếm môn. Ngươi trước tiên đi ngoại môn tu hành, sau đó trở thành luyện khí sĩ. Chờ đến ngươi khôi phục được mấy phần thực lực, ta còn có chỗ dùng tới ngươi. Ngươi là ma thần chi linh, đừng để cho ta phải thất vọng.
Thiên Tượng Lão Mẫu hừ lạnh một tiếng, đi xuống núi rồi chạy thẳng tới Thượng Viện Kiếm Môn. Bên trong sân, Trung Nhạc không có Vũ Linh Đan nên không dám tu luyện Hỏa Kỳ Cung tại Hoàng Quan Tường Đồ. Mấy ngày nay cũng là tu luyện Bôn Lôi Kiếm Quyết cùng Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết. Bôn Lôi Kiếm Quyết cùng Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết còn có nhiều tinh diệu hơn. Hắn mỗi lần quan tưởng hai môn công pháp này đều có được thu hoạch bất đồng. Bôn Lôi Kiếm Quyết là pháp môn công kích, còn Giao Long Nhiễu Thể Quyết lại là pháp môn luyện thể. Hiện tại hai loại công pháp này bị hắn kết hợp lại, lấy Lôi Văn Đồ Đằng hóa thành Giao Long kết hợp tu luyện chung một chỗ, lại có càng nhiều diệu dụng bị hắn khai phát ra tới, để cho Trung Nhạc không ngừng yên lặng ở trong niềm vui thú của tu luyện. Hắn phát hiện kết hợp hai loại công pháp này, khí lực tăng lên so với lúc trước càng thêm nhanh chóng. Lôi Văn Đồ Đằng hóa thành Giao Long nhiễu thể, lôi đình rèn luyện thân thể để cho thân thể của hắn càng thêm dẻo dai, tâm niệm vừa động sức mạnh bộc phát, tấn như bôn lôi. Loại phương pháp luyện thể hoàn toàn mới này so với đơn thuần Giao Long nhiễu thể quyết mạnh hơn, đối với thân thể cũng tăng lên nhanh hơn. Những đệ tử thượng viện khác đối với phương pháp luyện thể cũng không xem trọng, mà hắn không có bỏ qua, ngược lại càng luyện càng mạnh. Ầm một tiếng, trong cơ thể hắn lóe lên lôi quang, lôi đỉnh Giao Long mơ hồ xuyên qua thân thể, da thịt, xương cốt, thậm chí là máu, để cho trong cơ thể hắn tràn đầy dòng điện mạnh mẽ dị thường, đem tạp chất trong cơ thể luyện đi, thậm chí năng lượng trong lôi đình mơ hồ rót vào trong thân thể, giấu ở trong người. Tu luyện được 6-7 ngày, Trung Nhạc chỉ cảm thấy phương pháp luyện thể này tu luyện tới bình cảnh, đối với thân thể tăng lên không hề mạnh mẽ như vậy nữa, hắn thầm nghĩ. Chắc là do Giao Long Đồ Đằng nhiễu thể quyết của ta không có được chân truyền nên không cách nào tiếp tục tăng lên được. Khoảng cách mà bổ lão luyện hồn binh cho ta xong còn có đến 10+ ngày, không bằng đi gặp Thủy Thanh Nghiên một lần. Ta dù sao cũng đã đáp ứng với nàng, muốn đi nữ viện thấy nàng. Hơn nữa cũng không biết là nàng có đi qua ma khư hay không đây. Trung Nhạc đi ra khỏi viện lạc, đi chạy thẳng tới nữ viện. Chỉ thấy ở ngoài nữ viện, mấy vị nam đệ tử thượng viện lén lén lút lút xa xa nhìn quanh. Trung Nhạc trong lòng buồn bực, lắc đầu thẳng đi vào trong nữ viện. Mới vừa rồi có người xông vào nữ viện sao? Trong mắt của mấy tên nam đệ tử lén lén lút lút này tràn ngập kinh dị, giật mình nói: sắc đảm ngập trời, sắc đảm ngập trời mà. Người này thậm chí ngay cả nữ viện cũng dám xông vào sao? Hắn sẽ bị những nữ hài tử kia đang sống sờ sờ mà đánh chết đi thôi. Chỉ thấy ở trong góc trước của cửa nữ viện dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên có viết: nam đệ tử tự tiện xông vào nữ viện, giết chết không cần luận tội. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.